Con đường này là xuyên qua đến Hồng Hoang, trở thành một đoạn ngón tay gạch đá của bàn cổ. Này, ở đây cũng không biết là ở đâu, nhưng không có ai cả. Sau đó nhớ đến đạo gia, nhắc vào đạo đức kinh đạo khả đạo. Minh khả minh rất tên. Sự xấu hổ của trời đất vô danh có tên là mẹ của cho nên thường không có ham muốn nhìn xem kỳ diệu của nó, của nó. Hai cái này cùng tên mà khác nhau. Cùng tên huyền, bí ẩn và bí ẩn. Những cánh cửa tuyệt vời. Thanh Vân dần dần đắm chìm trong đó. Một hơi thở bí ẩn và bí ẩn được rút ra. Linh khí trong thiên địa giống như bị cái gì hấp dẫn. Càng muốn đổ vào tảng đá nơi Thanh Vân. Vô Vi Hồng Quân đã chính đạo thành tỉnh. Dám chúng sinh tu luyện vô đạo và trăm năm sau tiêu cung tướng đạo. Người có duyên đều có thể đến. Sự thánh thiện, Hồng Quân màu tín giao thông bài giảng. Chẳng lẽ tôi đã đến thời kỳ Hồng Hoang? Vậy hòn đá mà ngón tay bàn cổ của tôi vẽ không phải là vật liệu tốt sao? Lỡ bị đại lão nào tiện tay nhặt đi luyện hóa thành linh bảo thì sao? Mê mơn, vẫn là nhanh chóng tu luyện thành hình người quan trọng hơn. Vâng, đại tu. Nhìn xem, hơi thở của viên đá đó rất giống với hơi thở của bạn. Đây là sau bóng dáng của cha thân bàn cổ, một kiếp, không biết khi nào thông minh. Điều kỳ lạ là ba người chúng tôi tự hóa hiểm mà ra, rất ít khi trên người con trai này lại có kỳ tích quá tĩnh mạch của tôi. Đó là Pangu đích thực, có ta chờ có duyên không nên chờ tan thanh cửa cho ta. Có cần phải nhấn mạnh như vậy không? Chúng tôi sẽ không thể cạnh tranh với bạn. Con trai này phúc nguyên phía sau xuất thân chính tông, nên bái vào dưới cửa ngực lớn cho tôi tan thanh thủ đồ. Dung mà Thanh Vân chính là vì đột phá hẳn lấy chân thành kiểu tóc mà ra sức. Nhưng bất kể anh ta cố gắng thế nào, anh ta gần như không thể đột phá được. Nó làm anh ấy buồn. Lúc này đang chú ý bên này, Tam Thanh tự nhiên cũng biết tình huống của hắn. Nếu là đệ tử của ta, vậy làm sư phụ sẽ giúp ngươi một tay. Ngay khi Thanh Vân đột phá còn chưa kịp vui mừng, bầu trời xung quanh đột nhiên tối dần, sấm sét trong mây đen, một áp lực rất lớn từ trên trời rơi xuống. Đây là thiên kiếp hóa hình của mình sao? Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này là có thể hóa ra. Trong nháy mắt, Liên Vân đã tăng lên đến kích thước ngàn trượng, vẫn đang phát triển và cuối cùng dừng lại ở kích thước 9999 feet. Sách đại huynh, đệ tử này của ngươi không được tổng đâu. Tổng quát hóa hình thiên kiếp ngàn trượng kích thước là cực kỳ rồi. Kích thước 9999 feet. Cho lần này làm xong tôi sẽ đi tìm đồ đệ, nhất định phải tìm một cái tốt hơn cái này. Cặp ba vị tiền bối. Xuất thân đích thực, tài năng tốt và lịch sử tốt. Ta vì bàn cổ đích thực Thái Thanh lão tổ, ta còn trên người ngươi có dấu vết của Thái Cực Lớn Mạch Đạo Pháp. Tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau khi tôi có ý thức, trong đầu liền xuất hiện một chút phương pháp tu luyện. Tôi chính là theo phương thức này để tu luyện đến bây giờ. Phương pháp xây dựng của thật có dấu vết của quá thanh lấy mạch của tôi, nhưng rất thô, không biết tại sao nó lại xuất hiện trong đầu bạn. Có lẽ đó là số phận. Xin sư tôn nhận tôi làm đệ tử. Sau này ngươi chính là đại sư huynh của ta. Thủ lĩnh là Thanh Vân Đa, xin sư phụ. Nếu là người nhị sư thúc Nguyên Thị Tam sư tặng mùa đông gặp nhị sư thúc. Chú Tam sư, con trai của chú không tệ. Hôm nay gọi ta một tiếng sư thúc sư thúc, ta vốn nên cho người chút lễ gặp mặt. Nhưng hôm nay đến vội vàng không mang theo bên mình. Bổ sung cho bạn sau. Khi một đoạn hình vẽ ngón tay của bàn cổ này phải đi tham gia bài giảng của Hồng Quân. Tôi đợi ba người chuẩn bị lên hồ tử tiêu, nghe vị thánh đầu tiên trong chân lý giảng. Ngươi theo ta chờ cùng nhau là sư tôn. Sau khi đến chỉ thấy phía trước nhất trong tử tiêu cung có 6 cái phiêu tần màu tím. Tần Thanh thì trực tiếp ngồi trên mấy cái phiêu tần phía trước nhất. U Tú, ngồi sau tôi. Bốn. Sau khi giới thượng lưu ngồi xuống không lâu, Lưu A đến và ngồi trên phiêu tần thứ 4. Tốc độ mở rộng của khuôn thật đáng. Lấy được phiêu tần thứ 5. Ông già tốt bụng Hồng Vận vẻ mặt không biết làm gì bị ép một chút ngồi trên cái phiêu tần thứ 6. Sau đó liền có hai thân ảnh chật vật xông vào. Hai vị này chắc là tiếp dẫn còn có chuẩn đề rồi. Xin chào, xin vui lòng bắt đầu biểu diễn của hai bạn đi. Sư huynh ơi, sao chúng ta mệnh khổ như vậy, không xa vạn dặm đến đây nghe được mà bởi vì muộn một bước mà ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Vị đạo hữu này từ xa tới đây, cứ ngồi ở chỗ tôi trước đi. Ngươi có tư cách gì ngồi ở đây? Đó là bạn, một giáo viên và sinh viên. Có tư cách gì ngồi ở đây cùng tôi không? Ngươi tàn nhẫn quá. Đi ra một mình, trong tử tiêu cung không được động thủ, lần sau tất cả đều bị đuổi ra khỏi cửa cung. Sau này sẽ tranh chấp không thể tái tạo chỗ ngồi như vậy. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hồng Quân bắt đầu bài giảng. Bài giảng này được giảng lại sau 3.000 năm, tổng cộng 1.000 năm. Sau đó mọi người rời khỏi tử tu cung. Đúng vậy, tôi cảm thấy có di vật có duyên với tôi. Tôi cũng cảm thấy nghĩa vụ có duyên với tôi. Đây hẳn là cây nho hổ lô, một trong 10 gốc linh hồn thuốc lá hàng đầu trong truyền thuyết.
Tan Thanh đạo hữu, ngươi chờ cũng là vì hồ lô mà đến. Tốt lắm, tôi chờ mấy người đang chuẩn bị về núi. Nhân viên điện thoại di động dẫn đến đây. Không biết vị đạo hữu này là Thái Khanh biết đủ Thanh Vân đã gặp tiền bối Trấn Nguyên Tử. Đúng lúc này, chỉ thấy ban đầu không có động tĩnh gì là phần thưởng lớn của Hulu tung qua. Một cơ hội bẩm sinh bay thẳng lên trời. Một vài của bầu nhiều mây, những cây nho của bầu bay lơ lửng giữa không trung. Tan Thanh Ninh ngói công Vân Đông Hoàng Thái Bi và Côn Bằng mỗi người chia một của bầu rồi khô héo. Này, gần đây mặt trời làm sư phụ này đã đủ năng lực rồi. Một nhóm dưới cửa lại không có được bảo bối. Này, đồ đệ, quay lại đi. Chúng ta đã về núi Côn Lôn. Sư phụ, chờ một chút. Ở đây chỉ có bảo bối. Thanh Vân ở phía dưới bùn đất bên dưới lấy ra một cái hình vuông đỉnh nhỏ. Mà chính ngày hoàng hôn lúc này chỉ thấy mọi người đỏ mắt nhìn Thanh Vân. Sư phụ, kho báu này tặng bạn rồi, tu sáu đệ tử quá thấp không dùng được. Tiểu anh tử, người tự mình phát hiện ra chứng tỏ người có duyên. Tự cầm lấy dùng là được rồi. Càn khôn đỉnh này là báu vật bẩm sinh. Tại sao tôi cảm thấy các bạn đều không nhìn giống con nhau? Con đẩy chết, đừng đưa cho tôi. Đông Hoàng Thái Nhất, người muốn cướp bảo vật này của đồ đệ ta à, sao? Không. Nghệ thuật đã xuất hiện chưa? Hắn rõ ràng cũng là bàn cổ vẽ ngón tay. Nhưng lại bị giảm đến mức phải bái Tam Khanh làm thầy. Tại sao vậy? Đây không phải là tiên tri Ngụy Vũ Thái Khanh lấy mạch cốt lõi công pháp. Cần phải cẩn thận sự chậm trễ của bộ phận tu luyện. Là đa hiểm sư tôn truyền pháp Thanh Vân chỉ tôn giáo. Sau khi sáng kinh đi, ngay khi Thanh Vân lấy ra đỉnh cán khôn, đột nhiên trong đầu xuất hiện một loại dị năng thần bí. Cái quái gì đây? Có ích gì? Thanh Vân không thể chờ đợi được lấy hai viên đá từ mặt đất để bắt lấy dị năng. Sau đó làm sạch chất ma thuật trong cơ thể có thể tiêu thụ. Hai viên đá cũng từ từ hợp lại với nhau. Chỉ là cảm giác màu sắc trở nên đậm hơn một chút. Không có gì đặc biệt cả. Người ta nhận được hệ thống nhận được dị năng đều là dây ngày dây. Làm sao tôi có thể tạo ra một dị năng vô dụng như vậy? Trong cơn tức giận, nhẹ nhàng và nghiền nát những viên đá vừa được tổng hợp. Này, hòn đá này hình như trở nên cứng hơn rồi. Cái này có thể là sau khi tổng hợp sẽ làm cho vật phẩm tiến hóa không? Này, vậy nếu là lấy hai kiện linh bảo sau đó đem chúng tổng hợp thành sản phẩm giá thành sản phẩm trung bình? Sản phẩm trung bình. Nam Máng cảm thấy nhịp điệu muốn gửi. Sau đó tìm được hai vật liệu giống nhau, Thanh Vân liền bắt đầu cuộc phỏng vấn đầu tiên trong đời. Phép thuật. Này. Ha ha ha, tôi thành công rồi. Đạo nhân này của ngươi thật không có dám lục soát kho báu trên địa bàn của Thanh Xà Đại Vương ta. Không biết cái này đều là của Thanh Xà Đại Vương của ta sao? Những gì bạn nói là của bạn là của thiên bạn. Địa linh vật có người ở, đến tay tôi là của tôi. Mê mơn, không kiềm chế được, bánh bao trăm dặm. Ai mà không biết đây là địa bàn nếu của bạn vô thông giản minh, xanh của tôi. Hãy giao những gì trên người bạn, nếu không để cho ngươi hình thần đều diệt. Nếu như ta có thể lấy được cái kia tiên thiên linh bảo đế chân, sau này đừng nói là cổ áo trắng. Ngay cả trong bán kính vạn dặm cũng là con rắn hôn tôi lớn nhất. Sao đại viên mãn, người không thể giết ta. Cha tôi là Đại La Kim Tiên. Cường giả Đại La Kim Tiên. Phải, cha tôi là Đại La Kim Tiên. Nếu người đem cái tiên thiên linh bảo đó dâng lên, cha ta nhất định sẽ hào hào thưởng cho người. Đại La Kim Tiên, ta còn sợ hắn không thành. Là ai cũng có thể giết được cái này, con trai ta. Vậy rõ ràng cướp vũ khí ma thuật của tôi thì đáng chết. Răng sắc nhọn miệng sắc bén, nếu như vậy, ngươi liền đi chôn cùng ta đi. Cưới đi ngày kia Linh Bảo cũng muốn ngăn cản. Kho báu bẩm sinh. Không tốt. Ở đây vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người đến kiểm tra. Tốt hơn là đi trước. Hắn chỉ là ở trong hồng hoang làm ra cái ấm trà, để cho thiên đạo hạ xuống công đức. Đạo hữu bên trong, ta bị cách đó không xa thế lực yêu tộc thủ lĩnh sư vương còn xin ra ý kiến. Vua sư tử, ý anh là sao? Không có gì, chỉ là muốn nhìn thấy đạo hữu vừa mới đột phá mà thôi. Trong trường hợp này, xin vui lòng cho vua sư tử xem kho báu lớn của tôi. Em bé lớn nào, nhanh lên đưa cho tôi xem. Trong trường hợp này, vua sư tử sẽ phải nhìn kỹ hơn. Hamburger. May mắn giải quyết được rồi, vua sư tử bắt đầu chạy về phía núi Côn Luân. Không ngờ trên đường lại nhìn nhầm một chỗ trong pháp. Không ngờ lại là cây trà ngộ đạo. Đệ tử Thanh Vân bái kiến sư tôn. Chúc mừng sư tôn tu sáu đại tấn.
Không ngờ mấy trăm năm không gặp, ngươi cũng đột phá đại la kim tiên rồi. Sau khi đi qua mặt trời, tân chủ, đế quân có cảm giác trời đất nặng rồi. Cho nên ở đây là thiên đình quản lý hồng hoang, dùng xích hà đồ lạc để đàn áp khí vận. Thiên đình một người. Tiếng Anh vừa rơi, một đạo công đức chi lực hướng về phía dưới thiên đình bán đi. Dưới sự trợ giúp của công đức khổng lồ, nên tàng đột phá chuyển thẳng giữa kỳ với hai người. Hai con chim người lại còn dám nói muốn phụ trách hoa đỏ do phụ thân mở ra. Đại ca bảo ta đi xé bọn họ. Mê mơn, đừng vội. Hai con chim này không phải muốn một thùng yêu tộc chúng sao? Ta sẽ làm cho hắn không có thuốc để đâm. Lúc này mây xanh rung chuyển, một khối lớn tràn đầy linh khí bùn đất ở trong tay không ngừng bóp, đầy hình thành ấm trà và tách trà. Chỉ thấy một khối công đức nhỏ trên bầu trời rơi xuống. Xem ra mình nghĩ đúng rồi, bộ trà đầu tiên giữa trời đất sắp có công đức hạ xuống. Này, sau này Tam Thanh chắc chắn sẽ chia phải nhà. Phải tìm cách hòa giải, làm cho mối quan hệ của họ bớt cứng nhắc hơn. Núi trang của quỷ rắn này chỉ có 30 lần cấm bẩm sinh. Vừa mới đạt đến trình độ tiên thiên linh bảo mà thôi. Thảo nào nó bị nứt dễ dàng như vậy. Sau khi tổng hợp 4 chỉ có 30 con ngỗng bị cấm bẩm sinh, lúc này đã có 35 tầng. Mặc dù vẫn là linh bảo bẩm sinh của sản phẩm giả, nhưng uy lực không giống nhau. À, Khuấy Mây, trà này thật sự uống rất ngon, óc tỉnh táo. Ngoài ra còn có tác dụng giúp người ta thực sự vô dụng đối với tôi. Ấm trà này hơi thú vị, nhưng tay nghề hơi thô. Người mù làm đẹp đi. Trước tiên hãy luyện nó thành kho báu linh hồn cấp cao nhất. Hoặc dùng càn khôn đỉnh của bạn để luyện thành kho báu linh hồn bẩm sinh. Sau đó lại chuyển công đức có thể tốt hơn một chút. Công đức linh bảo của Matthew còn bị tiến lên, mặc dù là sản phẩm thấp hơn, nhưng cũng là công đức linh bảo. Hai người cũng quá giỏi về xa. Nhìn xem vị đạo sĩ này lại lấy tam tiên đạo của Hồng Hoang làm của mình. Trước bởi vì hắn là xuyên qua đến Hồng Hoang tảng đá năm mới vận mệnh. Tam Thanh đám người tham gia xong Hồng Quân giảng đạo trốn ở trong lũ hoang. Đột nhiên tôi dừng lại. Lão đạo cảm thấy cái gì đó có duyên với tôi. Ừ, đi thôi. Vừa lúc đi xem là cái gì. Mấy người đều có duyên với ba chúng ta. Thay thế màu trắng có trái tim suốt đêm. Hoa đỏ lá sen xanh. Xem ra thiên đạo cũng có đuổi sư phụ cùng hai vị sư thúc Tam Thanh cố ý tặng một kho báu như vậy. Tiểu Vân Tử nói không phải như vậy, hoa sen đó là báu vật bẩm sinh, kết quả là 3, số lượng nhiều quá, nhưng điều này cũng không có lợi. Ba mùa Mona Thanh Vân nói rất đúng, chia ba kinh của tôi thành 3. Nhiều năm như vậy giúp đỡ lẫn nhau thay thế bạch sen xanh lá ba thanh vốn là một nhà, cũng may gửi tốt. Luôn ở núi Côn Lôn quá chán, sau này bản thân luôn cần phải rời khỏi sư tôn một mình mở phủ, thừa dịp hiện tại đảo Hồng Hoang Tam Tiên vẫn còn trong trạng thái không có chủ. Sao không chứa một cái trước? Thanh Vân tìm kiếm trăm năm sau Đông Hải, ở lại trước một trận chiến lớn. Nhìn trước mắt Pháp Chính mỉm cười, cái này tiên thiên đại trận của Nhiên Lợi Hại. Mấy lần qua đây, nhưng không tìm thấy gì cả. Cho đến lần này thỉnh thoảng có cảm giác, đây mới tìm được chỗ. Sau đó Thanh Vân từ bỏ phương thức phá trận của Pali, chọn đại trận. Một trong ba ngọn núi này, về kích thước, ước tính lớn hơn nhiều lần so với trái đất kiếp trước. Trên đảo tràn đầy hào quang, các loại linh dược không biết đã phát triển bao nhiêu năm, khắp núi khắp nơi này, đều có. Giống như hòn đảo cổ tích chưa từng được phát hiện này, trong đó phải có báu vật. Đây là 12 phẩm gương cánh hoa sen trắng. Bên cạnh còn có hai bông hoa sen thực phẩm. Ồ, này còn có một hồ nước thần tam quang nổi tiếng. Sau đó Thanh Vân bay về phía hai hòn đảo tiên khác, tìm thấy 12 viên định hải thần châu trên đảo Phung Trượng. Mỗi viên đều là sản phẩm trung cấp tiên thiên linh bảo. Đảo Mân Châu tìm thấy một cây thông rễ linh hồn tiên thiên cấp trung bình. Sau này tìm thấy thêm 20 lần ke đinh hải thần châu ở lục bảo nhai của Hồng Quân. 36 cái thi thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Sao lại cảm thấy mơ hồ có cái gì đó đang gọi mình? Mấy ngày nay đại chiến đã bị ta luyện hóa. Chỉ cần có người tấn công là có thể phát hiện ra tôi. Đi xem cái gì gọi tôi. Này, ngươi người này lại dám ra tay làm tổn thương nhưng ta. Nhưng muốn trở thành kẻ thù của yêu tộc ta. Kẻ thù của yêu tộc? Mày là cái quái gì vậy? Không có thể đại diện cho yêu tộc. Huống hồ coi như là địch với yêu tộc, bạn có thể làm gì tôi? Kiêu ngạo bây giờ ta yêu tộc hai vị hoàng giả lực thiên đình phụ trách Hồng Hoang. Ngươi dám là kẻ thù của yêu tộc ta. Đó chính là tìm chết xem pháp bảo. Con chuột này cao 10 mét và nặng 8 tấn. Nhưng lại bị biến thành em trai trong một viên đá. Dám giết người của ta, ta nhất định phải đem nguyên thân của ngươi bỏ vào địa hỏa thiêu đốt nửa bạn năm. Bạn tin vào sự ghét bỏ của tôi? Sợ ngươi không được.
vẫn là một thu hoạch bất ngờ của Linh vào bẩm sinh. Đây có phải là thước đo không? Trong tiểu thuyết kiếp trước, càn khôn thước này là báu vật của đạo nhân đốt đèn, đánh Triệu Công Minh trong trường hợp tấn công lẻn lút, đánh Triệu Công Minh thành trọng thương. 36 nội hàm càn khôn di tích có thể nhờ đó mở ra 36 chư thiên trong định hải thần thư. Phải giữ lại câu thần chú công bằng này, nghe thật đáng sợ. Đạo hữu có việc, đèn đốt, càn khôn trì trong tay bạn có duyên với tôi, không biết có thể cắt tình. Đạo hữu, càn khôn trì này là trung phẩm tiên thiên linh bảo, có thể giao cho người ta không? Hãy nhớ rằng lưỡi dao đốt đèn này không biết xấu hổ chỉ đứng sau chuẩn đề. Cẩn thận đấy, xem ra lần sau không dễ làm rồi. Nếu thứ gì đó vẫn còn đó mà không ai vỗ tay, đó là vô chủ. Mọi người rất giỏi, ai lấy được thì ăn của người đó. Nhưng mà đồ vật bây giờ đều ở trong tay người ta thì không dễ làm nữa. Người tiêu dùng làm tổn thương tôi. Đạo nhân, tôi và anh bất hòa. Nhất tử Thanh Vân bái kiến sư tôn, gặp hai vị sư thúc. Đệ tử này càng xem càng thích, đi ra ngoài một chuyến về trước tiên liền biết đến bái kiến sư phụ. Tiểu Vân tử, ta giúp người tìm một sư đệ. Người không được bắt nạt hắn. Quy Thổ Nhĩ Nhĩ đi ra gặp đại sư huynh ngươi. Những gì bạn nói là, tôi là chuột. Ha 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 ha. Tiểu Vân tử không nghĩ tới ngươi một đại la kim tiên lại bị chuột. Sư đệ ngươi giật mình. Sư đệ sao? Chú ơi, chú có chắc đây là con chuột đầu tiên trên trời đất không? Khi con nhìn thấy anh ta đang bị một con quỷ mèo đuổi theo. Sau này hắn muốn bái ta làm sư phụ. Tôi thấy tư chất của anh ta còn có thể mang về, chuột đỏ cũng sợ mèo. Nhện, ngươi muốn nhận đồ đệ, đừng chờ người ta hóa phạt đi. Bác ơi, con có thể trực tiếp giúp cậu ta vẽ hình, nhưng cậu ta không biết cậu ta đã ăn gì, sau đó vẫn đang tiêu hóa hấp thụ. Tôi nghĩ đợi anh ta hấp thụ xong thì gần như có thể hóa hình rồi. Con chuột đầu tiên trên trời, tư thế đó chắc chắn là phi thường. Hắn chỉ là ở trong lũ hoang đối với mấy cây gậy gỗ thay đổi đạo đức kinh làm cho cây gậy gỗ trở thành trung phẩm tiên thiên linh vương. Định mệnh trở về thung lũng của mình. Bắt đầu rồi. Xem ra tổng hợp tiên thiên linh bảo vẫn còn tương đối vất vả. Nếu như không phải đến đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, thật sự là tổng hợp thất bại rồi. Nhưng mẫu này hơi đặc biệt. Hóa ra là một cái que giòn, quên đi, hay là không khác tặng cho sư đệ cái gì cũng rất tốt. Ít nhất là một sản phẩm trung cấp tiên thiên linh bảo. Cuối cùng Thanh Vân nhàn rỗi không có việc gì bắt đầu tổng hợp báo trên ngày hôm sau linh căn và trở thành sản phẩm trung cấp ngày hôm Trang sau linh đạo cũng được tổng hợp thành loại trung phẩm tiên thiên linh căn. Vô tình đến lúc Hồng Quân giảng bài thứ 3, đèn trong cung Tử Tiêu đang ngồi cách Thanh Vân không xa, trong mắt tràn đầy oán hận. Bài giảng thứ 3 bắt đầu. Sấm sét này thông thiên tu sáu thiên sụp đất sụp đổ tử kim búa. Ta khi thành đạo, 9,0. 3 lần xuống đạo lần lượt là 3.000 và 9.000 năm. Bây giờ công đức viên mãn, dưới cửa có mấy vị đệ tử. Tam Khanh là do bản cổ nguyên thần hóa, khi là đệ tử thân truyền cho tôi, lão tử là đệ tử lớn nguyên thủy. Hai đệ tử thông thiên là 3 đệ tử. Đệ tử Thái Thanh lão tử bái kiến sư tôn, đệ tử Ngọc Thanh nguyên thủy bái kiến sư tôn, đệ tử Thượng Thanh thông thiên bái kiến sư tôn. Ba kinh thân có công đức bản cổ khai thiên, khi là thánh nhân kim tè đâm nhi trở đại đạo tạp chi cơ, hồng mông tử khí. Hỏi thầy giáo thánh nhân là gì? Nguyên thần ký thác thiên đạo được chứng hỗn nguyên đạo cấu, lợi vạn kiếp mà không diệt, nhuộm nhân quả mà không dính, cùng tồn tại với thiên đường, không chết không diệt. Dám hỏi thầy giáo thắng có cách nào không? Thưa thằng có cách. Thứ nhất, luật chính đạo thoát khỏi con đường hỗn nguyên của thiên đạo chính không nằm trong thiên đạo, lấy đây coi chính đạo là mạnh nhất. Ngày xưa bản cổ đại thần chính là đi con đường này. Đại thần Bang Gu đều không thành công, xem ra phương pháp này có thể thực hiện được. Giáo viên chúng ta còn có cách khác. Cái thứ hai này là phương pháp cắt ngón tay của ba sư, dùng linh bảo tiên thiên để đặt chẳng đi giết tự thân thay ma. Ba sư đoàn trong một hành trình hỗn hợp đường, dùng để chém ba sư linh bảo nguyệt súng. Tam sư pháp lực càng mạnh, sự mất mát của nó là con đường công đức chính nghĩa, là xương đạo hỗn nguyên tranh giành công đức vô lượng. Dám hỏi giáo viên, thánh nhân có chỗ nào không? Dưới trời có 9 thánh, dưới cửa ta sẽ có 6 vị thánh. Dưới trời chỉ có 9 lời tặng, nhưng ngoài thiên đạo thì không biết. Lúc này, khán giả bắt đầu bàn tán. Nữ Hoa Coi là đệ tử thứ tư của tôi, sau này có một công đức lớn để sống. Chỉ thấy Hồng Quân sau khi nói xong, Nữ Hoa liền nhắm mắt dưỡng thần không nói nữa. Phía sau chuẩn đề đều nói hai người liền cầu lão sư từ bi. Tôi đợi hai người từ xa tới, một lòng cầu xin. Mê Mông, hôm nay nhận các ngươi là đệ tử kế minh. Hai người các ngươi có nghị lực lớn, trí tuệ lớn, sau này có thể sống. Lẽ ra tôi phải thắng, kết quả lại bị Hồng Minh và chuẩn thay bọn họ làm không được.
Giáo viên Từ Bi, hai anh em tôi chỉ có thiên đình, có thể thành hóa được không? Chỉ là lần cuối cùng này thôi, xem có duyên với ai. Vốn tưởng là nhường cho Phiêu Tân và Thánh Vị bỏ lỡ tay, không ngờ lại rẽ về phía đông. Trong nháy mắt liền có được Hồng Mông Tử Khí. Được rồi, bạn là đám mây vàng. Kết của mình lại có được bông hoa này, làm con người. Hồng Mông Tử Khí cộng lại đến kỳ hạn của tôi, đến hôm nay là toàn bộ chia ra rồi. Cái này bàn cổ ngón tay trèo thuyền thời điểm dĩ nhiên ở yêu tộc giết bảy vào bảy gia thanh vân. Sau bài giảng thứ 3 của Hồng Quân, tôi nhận được 24 gam hạt biển khác ở Phên Bâu Yên. Sau khi trở về núi Côn Luân, chuột đa bảo cũng đã hóa hình thành công. May mắn bạn là đệ tử lớn của hôm tôi. Hôm nay tặng bạn bản đồ càn khôn. Nhận rồi, bạn không có không gian riêng để chạy, giống như càn khôn đỉnh của đa bạn. Đa bảo, tôi tặng bạn thiên kim linh bảo ngũ hành tháp cao cấp. Cảm ơn sư phụ. Sau đó có lẽ tặng cho Thanh Vân Trung ương vật tự họ Hoàng Kỳ Thông Thiên, tặng cho Thanh Vân thượng phẩm tiên thiên linh bảo thành viên búa. Đa bảo cũng nhận được hai kho báu một lần nữa. Sau đó hai mắt đa bảo sáng lên nhìn về phía Thanh Vân. Đa bảo gặp đại sư huynh. Đồ chơi nhỏ này sẽ tặng bạn xong. Nghĩ đến tương lai đại danh tiếng, đa bảo cầm một cái gậy ngủ linh tinh xem hẳn là rất thoải mái đi. Cảm ơn sư huynh. 36 viên định hải thần châu lúc đầu là cực phẩm tiên thiên linh bảo, vậy hãy kết hợp chúng lại thành một. Có thể là kho báu bẩm sinh không? Lấy tu 6 hiện tại cho định hải thần châu hai lạng tổng hợp đã dùng hết sức lực rồi. Nhưng 16. May mắn là 16 viên này đều được tổng hợp thành tiên thiên linh bảo cấp cao nhất rồi. Mê mờ đại, ngươi là ai mà dám đi lang thang trên địa bàn yêu tộc của ta? Có phải là gián điệp của bộ tộc phù thủy không? Một con quỷ nhỏ, quá lời biếng để ý. Ngươi dám giết người yêu tộc của ta? Giết ta yêu tướng còn muốn đi? Chẳng lẽ không phải là nghĩ rằng tôi nên tuyển người bắt nạt sao? Một trong 10 vị thánh quỷ, chuyện này vẫn chưa kết thúc, phải không? Mê mơ, xem ra mấy năm nay yêu tộc có chút bành trướng rồi. Nếu như vậy, hôm nay tôi sẽ giúp các bạn tìm vị trí của mình. Ta vì thiên đình yêu thánh, ngươi giết ta thiên địa và Đông Hoàng Đại Nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phải không, Đông Hoàng Thái Nhất? Thanh Vân Đạo Nhân, ngươi thật sự nghĩ ta không dám động đến ngươi sao? Bạn có thể thử. Thái Y, nếu ngươi dám động thủ, ta lập tức phong ấn thiên đình của ngươi bằng tứ kiếm. Tam Thanh, đừng quá đáng. Thanh Vân Đạo Nhân giết ta đại tướng lại tát vào eo ta. Đừng giả vờ như không biết chuyện này. Biết thì sao? Không biết thì sao? Có biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi nghĩ anh biết rõ hơn chúng tôi. Thật sự cho rằng ba anh em chúng ta dễ bắt nạt không được. Tin hay không? Tôi sẽ lập tức lật qua toàn bộ thiên đình của bạn trước. Đi thôi. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn hai vị sư thúc. Yên tâm, có tôi ở đây, anh ta cũng không dám làm gì bạn. Không tệ, không làm thân phận đích thực của chúng ta. Tiểu Vân Tử vừa rồi biểu hiện rất tốt, chỉ là đáng tiếc, cái cuối cùng không làm cho bạn. Vị đạo sĩ này sau khi luyện hóa với Hồng Nguyên Thần ở núi Bất Thiên Đạo lại hạ đèn cung điện xuống. Đại Quang, sao vừa rồi ngươi lại ngăn cản ta? Yêu tộc thiên đình của ta làm sao có thể sợ Tam Thanh đạo nhân? Đừng quên, bây giờ đối thủ chính của chúng ta là phù thủy. Đưa chúng ta giải quyết lũ lụt của bộ tộc phù thủy. Cho dù hắn Tam Thanh và người khác thắng thì có thể làm gì? Ba là phòng chống hôm nay sáng tạo hạ eo vân 3.000 chữ nhân phát thiên địa yêu tộc thiên đạo kiếm chi. Này Khôn Bằng, hai anh em chúng ta nhiều lần mới gia nhập thiên đình. Anh ấy cố gắng hết sức một để từ biển chối. Bắc. Bây giờ anh ấy đã tạo hình thắt thân uy tăng vọt. Đó là một mối đe dọa đối với thiên đình của tôi. Mê mông, chuẩn bị đi, chúng ta cùng đi mời vị yêu sư đại nhân này. Quân Bằng có xa mê không? Haha, xem ra đế quận hái một hai con quả nên ngồi yên không được. Cái này hình như đã được mở ra. Này hê. Nó. Đây là Hoàng Trung Lý, một trong 10 căn linh hồn bẩm sinh. Không ngờ ở đây còn có thể tìm thấy loại bảo bối này. Cái gậy này là cái gì vậy? Không ngờ năm đó theo La Hầu ngã mà biến mất thị thần thương lại xuất hiện ở chỗ này. Má, thả tôi ra. Không ngờ khỉ mã la luyện chết rồi lại còn có công đức.
Công đức này lại giúp ta đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Phía sau chỉ cần tích lũy pháp lực để đạt đến Đại La Kim Tiên sau này đại viên mãn. Sau đó hiểu luật để nâng cao đạo đức của chính mình. Nếu là có cơ duyên tự nhiên có thể hiển thị thành chuẩn thắng. Không nghĩ tới sau khi luyện hóa La Hầu lại là một đoàn giết chóc bản nguyên hấp thụ luyện hóa giới hiểu được một tia giết chóc pháp tắc. Xung xích thần đã tinh chế một nửa rồi, bên ngoài không biết ai đang đánh nhau. Đây là đang tranh đoạt hồng mông tử khí sao? Tinh côn bằng và bạn chờ đợi, đừng lừa dối người quá nhiều. Giao ra hồng mông tử khí, hãy tha mạng cho ngươi vì những gì tử tiêu cung nghe được. Ha ha ha, bạn nghĩ tôi là kẻ ngốc không được sao? Bạn tốt của Hồng Vân, Thánh Nguyên Tử không có ở đây. Nếu không lấy sách đế trong tay Trấn Nguyên Tử làm phòng ngự, những người này thật sự không thể làm gì được họ. Sau đó Thanh Vân nhớ tới chuyện Hồng Vân muốn tự nổ tung, đứng dậy và lùi lại. Lại là xuyên qua đến Hồng Hoang có bao nhiêu, ngay cả nữ oa thừa thắng cũng phải tìm hắn giúp đỡ. Thiên Hà Côn Bằng, không phải các ngươi muốn hồng mông tử khí sao? Vậy thì để anh ấy đưa tôi đi cùng. Ha ha ha, hồng mông tử khí là của tôi rồi. Là ai dám ra tay, ta liền để cho hắn sau này đều không có cơ hội ra tay đua. Dù sao cũng là bác sĩ, Côn Bằng còn có Minh Hòa, tôi không đồng ý với các bạn. Hồng Minh này cẩn thận những gì tôi yêu cầu. Ha 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 ha. Thật là một trò đùa, con quạ lửa này, hãy quay về thiên đường của ngươi đi. Mô Tổ, ở đây không có việc gì của các ngươi. Nhanh chóng mở cho bổn hoàng. Xì hơi chúc tang cùng nhau lên. Búa con quả này. Coi nào, sợ các ngươi không được. Quả tam giác, cậu có định đọc cho anh em chúng tôi nghe không? Xem một người chim xuống đánh nhau. Khửa tay. Cả con Hà Hồng Mông đều đánh hết quả tam giác, chúng tôi không theo nữa. Bạn ơi, xin vui lòng ở lại. Sao lại là câu này? Câu nói này của thực có độc. Nữ oa, Thanh Vân bài kiến nữ oa sư phụ gia thái thanh sư huynh thật ra là thu một đệ tử tốt. Không ngờ trong nháy mắt bạn lại trở thành đại la hậu kỳ rồi. Sư thúc trốn Thanh Vân, chỉ là trùng hợp thôi. Không biết sư thúc tìm Thanh Vân cái gọi là chuyện gì. Theo đạo lý mà nói, lúc này nữ oa hẳn là đang bế quan màu đỏ hoàng tử khí trong thương hương nguyên thần để đột phá cảnh giới thánh nhân. Sao lại đột nhiên chạy đến đây tìm chính mình? Hôm nay ta bế quan học mộ hồng mông tử khí, nhưng được hướng dẫn bởi thiên cơ. Cơ hội chiến thắng của tôi là ở bạn. Chẳng lẽ chuyện thân là đồ đệ kiếp trước của mình bị phát hiện rồi? Điều đó cũng không thể. Nếu là như vậy, nhất định Hồng Quân cũng sẽ không bỏ qua người xuyên việt này của mình. Sư xuất Thanh Vân chỉ là tu sáu của Đại Quốc Kim Tiên, làm sao có thể giúp người ta thừa thắng? Không sao, vì thiên cơ hướng dẫn ở chỗ bạn, chắc là có lý do. Thanh Vân cùng nữ A Thơ Thư đi khắp nơi, xem có hiểu gì không? Chú ơi, chú xem bây giờ hai tộc Hồng Hoang thế nào? Đường Sivu có giới hạn. Càn khôn đỉnh cửu thiên hy thổ dùng một lần. Nữ oa tiếp nhận những thứ này, sau đó khai quật véo động chín ngày nhộn nhịp cùng với cái kia bầu ba quang thần thủy toàn bộ ném vào càn khôn đỉnh. Sau đó khai quật, chỉ thấy từng đạo lưu quang từ trên đỉnh càn khôn bay ra, rơi xuống đất thành người hạng nhất. Cho đến khi có tổng cộng 3.000 vật liệu trong đỉnh vũ trụ rơi xuống, nó mới hết. Theo nữ oa của ta lấy 9 ngày náo nhiệt và ba hoang tiết kiệm nước, tái tạo một tộc làm người, thiên đạo dần dần biết. Nữ oa nói xong chỉ thấy hiện tượng trời giáng. Sau đó thiên đạo cho nữ oa đã nhẹ nhàng hạ xuống trước trong nháy mắt, một lực lượng áp đảo khổng lồ lan rộng khắp mọi ngóc ngách của ngọn lửa đỏ. Chuyển tiếp đi, hãy để nhân viên nhanh chóng chuẩn bị quà tặng. Ta đích thân dẫn đội chuẩn bị đi chinh phục nữ oa thừa thắng. Cái quái gì thế? Chúng ta Vu tộc là hậu duệ của bàn cổ phụ thần, làm sao có thể thua hai người chim trên thiên đình kia? Hẳn yêu tộc có thánh nhân, chúng ta cũng có hơn 12 ngày thần sát đại trận. Với cảnh giới hiện tại của tôi, phối hợp hơn 12 đại trận thiên thần sát triệu hồi chân thân của bàn cổ phụ thần, không hoàn là không thể chiến đấu với thánh nhân. Tôi đang đi đến thế giới nhỏ của hang động Happy trong hỗn loạn, bạn phải đến xem. Không được, chủ ơi, con định ở đây xem mấy nhóm người này. Và đại tân sinh, nơi này là lãnh địa yêu tộc, nhưng lại không thích hợp cho các người phát triển sinh tồn. Ta sẽ đưa các người tới Đông Hải. Không biết bạn có muốn đợi không? Cái này đạo sĩ xuyên qua đến Hồng Hoang trở thành tam thanh thủ đồ. Còn kết hợp 36 viên định hải thần châu thành một. Cuối cùng đã tổng hợp 18 viên định hải thần châu còn lại thành bảo hành bẩm sinh. Nếu như đem hỗn độn châu cùng viên định hải thần châu này tổng hợp, không biết sẽ trở thành hỗn độn linh bảo hay là hỗn độn bảo hành.
Hãy thử mở ra thế giới nhỏ trước đã. Họ thấy đốt đèn đến người đều có thể sau khi mở ra 24 ngày đầu tiên hoành hành chuẩn thắng cảnh đối thủ. Kích thích cái này tiên thiên chí bảo cấp bậc định hải thần xuất ra thế giới chi lực sẽ có bao nhiêu uy lực. Làm sao những đám mây xanh này đứng dậy và quay trở lại núi Lúc Cô này Lân. Cuộc chiến phù thủy bắt đầu. 12 kỹ thuật 12 ngày đều thần sát tại trận. Khủng hoang thiên địa một trận chấn động. Xuất hiện một người khổng lồ với một cái diều. Bên kia yêu tộc bày ra đại trận chu thiên tinh đấu. Cho tôi bằng chứng về thân thật của Pangu. Haha, Quận Thái Bi. Hai người. Lần này chúng ta Vu tộc nhất định sẽ giết sạch yêu tộc của ngươi. Để các ngươi xem ai mới là chủ nhân trên vùng đất rộng lớn này. Chỉ thấy một con đại bàng trên bầu trời rơi xuống. Hồng quân khắp nơi từ từ đi ra. Nhìn cảnh hai bên đánh nhau không ngớt. Tùy tay vung một cái nói sau khi chết yêu quản thiên. Không có chân. 3000 năm không yêu hai chân không được khai chiến. Đây chính là sức mạnh của đạo tổ Hồng Quân sao? Số mệnh của Kim Tôn đạo tổ. Cậu là ai vậy? Có thể bắt kịp dãy núi Côn Luân của chúng ta không? Từ khi nào núi Côn Luân trở thành nơi của các ngươi? Chúng tôi là địa chỉ thời Trang Thượng Tần. Đây tự nhiên là chỗ của chúng ta. Tôi thấy cậu nhóc đến đây để bái sư đúng không? Nếu là biết thì giao ra mấy cái bảo vật. Có lẽ ông nội xem trên mặt mũi của bảo vật có thể cho bạn gặp sư tôn đại nhân nha. Nếu tôi không giao thì sao? Mê mơn, không giao thì sợ là bạn không đi được rồi. Cô muốn gì? Thả chúng tôi ra, mày dám tấn công ở dãy núi Côn Luân, mày chết chắc rồi. Bạn nhận địa chỉ tôi không quan tâm. Nhưng bạn cũng không thể lạm dụng số lượng để chọn những địa chỉ nào bạn cũng đã thấy rồi. Những người này chỉ là đang đi dạo một lần, họ quỳ trước mặt cầu xin lòng thương xót. Thế mới đưa họ lên núi, tạm thời không phải là lần đầu tiên. Không ngờ quay lưng lại làm chuyện như vậy. Lần này là tôi sai rồi, không ngờ lại bị tiểu nhân làm mù. Đạo sĩ này vượt qua lũ lụt, ngay cả đời đều không có được tiên thiên linh bảo hắn lại có trên trăm cái. Còn ghét bỏ quá tệ vứt bừa bãi. Người nào dám chạy loạn ở núi Côn Lôn? Đây là Anton và hai vị đệ tử mới nhận sao? Mê mơn, có vẻ như rất nhiều thứ đã thay đổi vì sự xuất hiện của tôi. Dừng lại. Đa bảo gặp đại sư huynh. Đa bảo không ngờ nhiều năm không gặp, bạn đều đột phá Thái Bi Kim Tiên rồi. Đại sư huynh, những người này là sao vậy? Thanh Vân trực tiếp đem chuyện vừa rồi nói với Đa bảo một lần. Thanh Vân dẫn họ vào. Còn có Double, các bạn cũng đến. Là sư phụ. Năm màng đó gọi là đại sư huynh trong truyền thuyết. Đệ tử Thanh Vân gặp sư tôn, gặp qua sư phụ thứ hai, sư phụ thứ ba, dậy đi. Tề Vân, những người này ngươi nhìn trong tay tùy tiện làm gì? Sư huynh đều không có ý kiến. Xin lỗi chú. Huyền Đỗ tới gặp đại sư huynh của ngươi. Huyền Đỗ bà thấy đại sư huynh vừa rồi có nhiều đắc tội. Xin đại sư huynh thử lỗi. Không sao, vừa rồi các bạn không biết tôi. Và các bạn đã làm đúng. Nếu có người dám đến núi Côn Lôn, bất kể những thứ khác, hay lấy nó trước. Ngoại trừ là đại sư huynh đưa cho các người. Cảm ơn đại sư huynh. Trên người tôi tạm thời không có nhiều thứ tốt như vậy. Hôm khác lại tặng quà cho các bạn nhé. Không phải người đã nhận được không ít tiên thiên linh bảo trên phân bảo nhan sao? Cho họ một cái là được rồi. Tất cả những gì tôi nhận được trên đá phân bảo đều là một số linh báo bẩm sinh. Hơi tệ. Tôi tìm thấy rất nhiều tài liệu ở Hồng Hoang. Hôm khác làm cho bạn mấy cái. Tinh chế không phải là ngày hôm sau vừa rồi sao? Đó là tiên thiên linh bảo. Hai vị sư thúc, núi Côn Lôn chúng ta hiện nay có rất nhiều đệ tử. Nhưng có chút nhầm lẫn. Việc này cậu cố làm theo ý mình đi. Mặc dù ngươi là đệ tử của đại sư nhưng huynh, chúng ta ba kinh một thể. Ngươi cũng là đại sư huynh của mọi người. Giao việc này cho bạn. Chúng tôi yên tâm. Từ hôm nay, môn đệ tử cần tôn trọng sư trưởng cùng môn chung sống hòa thuận. Không được giết lẫn nhau. Vì người giết đệ tử dưới cửa không được làm bậy. Kẻ sáu phạm giết kẻ chưa phán xét sư môn giết. Đệ tử vui vẻ, mong sư tôn hai vị sư thúc trục tội. Không thể trong nửa năm này. Nước Mỹ một thời gian trong thung lũng đã có một luồng khí tức linh bảo bẩm sinh bay lên trời. Mà Thanh Vân nhờ vào năng lực chống tiên thiên của Càn Khôn đỉnh, luyện ra hàng trăm kiếm tiên thiên linh bảo. Sau đó lại sử dụng khả năng phòng thủ bên của mình. Vào đi. Đây là có bao nhiêu tiên thiên linh bảo mới có thể phát ra mạnh mẽ như vậy tiên thiên linh quang anh? Linh căn này giỏi quá, mù là có thể tăng cảnh giới. Đại sư huynh, đây là linh căn gì vậy? Tôi thấy ít nhất cũng là linh căn thượng phẩm rồi. Đúng vậy, ta đây là thượng phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo trà. Này, lát nữa gửi cho bạn một ít có trà. Thể giúp người ta ngộ đạo. Bây giờ chọn kho báu của riêng bạn trước đi. Xem ra vận may của mình không tệ. Nhận được sao? Sản phẩm trung cấp tiên thiên linh bảo, những người khác của họ cũng là hàng trung bình cái rồi. Cái này khắp đất không phải đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo sao? Áp lực lớn.
Cái này đều chuẩn bị cho sư đệ sư muội sau này, Tiên Thiên Linh bảo. Vậy làm sư tôn làm sao cũng phải cho một cái tay cầm đi. Không ngờ làm sư tôn còn không có đệ tử của mình giàu có. Đệ tử Thanh Vân bái kiến sư tôn anh. Dậy đi, mấy năm trước ta ở nhân tộc trụ sở thu đồ đệ. Huyền đấu rất có hứng thú với những đạo sĩ nhân tộc này. Bạn đi cùng tôi xem nhé. Vâng. Đạo sĩ này bao nhiêu con bò? Tin thấy cây tre đắng trước một bước, truyền đề tìm anh ta yêu cầu. Hắn lại đánh địa phương. Trực tiếp đến một trong những gốc linh hồn tiên thiên, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Viên ngọc cổ này đối với tôi không có nhiều công dụng. Người thích luyện linh bảo, bạn cứ nhận đi, sau này luyện thành linh bảo chắc cũng là uy lực không tệ. Bạn ơi, xin vui lòng ở lại. Năm máng này hồng hoang không biết còn tưởng rằng đến thời kỳ phong thần rồi. Làm nửa ngày thời kỳ phong thần, câu nói uy lực cực lớn của thân công báo là từ thời kỳ hồng hoang đã lưu truyền xuống. Còn hy vọng có cây tre đắng trong tay cầm trả lại. Kho báu này của thật có duyên với hai sư huynh ta. Nơi này chỉ có một mình Thái Khanh, nhưng chúng tôi có hai anh em. Muốn hôn bạn hẳn là sẽ rất dứt khoát giao cây tre đắng trong tay đi. Kho báu này có duyên với các bạn. Vậy sao lại đến tay tôi? Vì bị tôi tính phí rồi. Điều đó có nghĩa là anh ấy không có duyên với bạn mà có duyên với tôi. Đạo nhân Thanh Vân nói ra, chúng tôi cùng thế hệ với sư phụ. Ngươi phải gọi chúng ta cả đời sư thúc ngươi. Sư phụ dạy ngươi như vậy sao? Ta tôn họ là đệ tử thân truyền. Và ngươi là đệ tử danh dự. Cho dù là vì sư thúc, nhưng là ngươi đã từng thấy có làm sư thúc cướp là đáng giá pháp bảo sao? Hoặc là nói ta bây giờ gọi các ngươi một tiếng sư thúc, các bạn sẽ tặng quà gặp mặt cho tôi chứ? Phải biết mấy vị sư thúc khác của tôi đều tặng, ít nhất là thượng phẩm mỗi ngày đều lãnh đạo. Không biết hai vị sư thúc muốn tặng tôi cái gì để làm quà? Cầu thang nối lập tức quay đầu nhìn về một bên lão tử. Họ cảm thấy cái đầu của ba cái này quá rõ ràng. Lão tử hẳn là sẽ buông tay. Nếu ngươi muốn cây tre này, vậy cũng không phải là không thể. Hồng Hoang đại đế thực lực là tôn trọng. Nếu ngươi có thể thắng ta, linh căn này là của ngươi. Nhưng nếu ngươi không thắng được, ta còn phải đưa cho ta một thứ không dưới trung phẩm tiên thiên dẫn đầu. Không tự đánh giá. Vậy hôm nay sẽ cho bạn một bài học. Lão tử đạo hữu ngược lại là nhận một đệ tử tốt cũng thật là nỡ. Nguyên là súng thần bảo hành như vậy đều đâm súng rồi. Đạo hữu nhà tù nói vậy là sai rồi. Giống như Càn Khôn lĩnh kia, tự bảo vệ cũng là đồ đệ không xứng đáng của ta, không biết từ đâu kéo ra. Từ tử lão đạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đề cập đến thẻ, xin thứ lỗi, đây thực sự là lần đầu tiên đấu với một bậc thầy như Thanh bạn. Thanh Vân không có lòng tin, chỉ có thể lấy mấy cái linh bảo miễn cưỡng có thể dùng được để lấy số. Lát nữa nhất định sẽ cho bạn xem một chút. Sức mạnh của cường giả kỳ cựu không phải chỉ dựa vào mấy linh bảo là có thể so sánh được. Cái này mạnh đến mức nào? Cao đến toàn bộ cục, thậm chí còn hỏi anh ta yêu cầu một dấu vết tiên thiên linh bảo bồi thường. Nếu không phải mình Trương Lục tinh thần đã luyện thành, tôi yên rằng đây là một loạt các cuộc tấn công nhanh sẽ thua. Cuộc chiến này kết thúc ở đây thì sao? Bạn đưa cho tôi cây tre đắng. Hai anh em tôi quay lưng bỏ đi. Mê mờn, kết quả vẫn chưa được con quá sớm lúc để này. Kết thúc. Lần này còn muốn cảm ơn chuẩn đề đạo hữu nhường nhịn. Lâu rồi không có đánh nhau vui vẻ như vậy. Ha ha ha, tiểu vân tử, ta nói hai người thầy chó các ngươi sao? Hóa ra chạy đến đây đánh nhau cũng không gọi lên sư thúc. Thanh Vân gặp hai vị sư thúc. Không tệ, không chặt uy phong của bàn cổ tam khanh của tôi. Lần này làm tốt lắm, đánh bại thằng nhóc già đó. Nhưng có một điều tôi muốn chỉ trích bạn. Nếu đánh nhau cũng không gọi lên sư thúc ai. Nếu không xem ta dùng kiếm chuồn chuồn đâm cho hắn vài cái lỗ, lần sau nhất định sẽ gọi sư thúc. Ha ha ha, hai người có quên gì không? Thanh Vân đạo nhân, ngươi đừng quá đáng. Còn linh bảo tiên thiên trên sản phẩm trung bình thì sao? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị nói chuyện không tính lời? Hoặc là nói bạn tùy tiện chọn một trận đấu đơn hay là đánh nhóm? Chọn một mình là hai người chọn bốn chúng tôi. Đánh nhau là bốn chúng tôi, hai bạn.
Sư thúc, đệ tử của bạn tương đối nhiều, kho báu này sẽ tặng cho bạn. Thật là rác rưởi. Con sản phẩm trung cấp tiên thiên ngay cả đồ chơi tôi tặng cho các sư đệ cũng không bằng. Thiên địa đại nhân, yêu hoàng đại nhân mừng quá. Một niềm vui lớn. Niềm vui từ đâu đến? Tiểu yêu của ta đến báo cáo, nói rằng anh ta đã giết một vài người khi gặp người mới đó. Sau đó vô tình phát hiện ăn du của bọn họ lại có thể nâng cao tu sáo của mình. Hơn nữa dùng hồn phách của bọn họ luyện chế pháp bảo lại có thể tổn thương đến thân thể không chân. Lúc này bạn có thể thử. Bạn biết đấy, điều này không hề nhỏ. Lúc đầu tôi cũng không tin, sau đó tôi tự đi kiểm tra một chút. Có thể. Nhân tộc kia dù sao cũng là do nữ oa nương nương tạo ra. Nếu ta muốn giết chóc, chỉ sợ làm cho nương nương không thích. Nhân tộc mặc dù là do nữ oa nương nương tạo ra, nhưng anh ấy không quản lý. Chắc là nữ oa nương nương cố ý sáng tạo ra dùng làm máu của chúng ta. Anh trai, tại sao phải quan tâm đến những điều đó? Không được, bảo đi xuống, chuẩn bị ngay lập chúng tức. Ta sẽ đi ngay. Nhất định phải tinh chế thế giới nhà khai quật trước khi tổ tiên phát hiện ra tất cả những điều này. Nữ oa nương nương nói chuyện này các người tự quyết định. Trời ơi, như vậy, ngay cả là thánh nhân cũng không thể làm gì được. Sau đó, nhân tộc mở ra đại kiếp đầu tiên kể từ khi họ sinh ra. Yêu tộc từ trên trời giáng xuống. Lúc đó máu chảy thành sông, vô số người chết dưới đao của yêu tộc. Thanh Vân đạo nhân tộc người do thánh nhân nữ oa nương nương chúng ta tạo thành. Yêu tộc ta muốn giết thì giết, hình như không liên quan gì đến anh. Người cả ngã chết đi. Mày muốn chết? Chờ một người sẽ không cứu được hàng tỷ người. Tôi sẽ đến chùa Đức Mẹ để cầu xin nữ oa nương nương. Người chùa Đức Mẹ dù là người ta đầu đều dập ra máu, cũng không thấy phía trên nữ oa nương nương có biểu thị gì. Thành mẫu nương nương không cứu còn có ba tiên người trưởng ta ở đi đây. Giúp tiên trưởng. Cầu đại tiên cứu ta chờ nhân tộc. Cảm ơn đại tiên. Nhân tộc nhất định phải nhớ ân mà đại tiên bây giờ muốn giúp đỡ. Chẳng nguyên tử người dám thu nhận nhân tộc, chính là chống lại yêu tộc của ta. Hiểu biết nhanh chóng giao ra nhân tộc. Mê mơ, đế quân, những tộc người này ta chấn nguyên tử lâu bạn rồi. Bạn đợi hay là lùi lại đi? Anh, đạo nhân Tề Vân đắc tội yêu tộc của ta vì chỉ là nhân tộc. Không chắc chắn, một thân tu sáu biến thành cho ta. Tại sao? Nguy yêu tộc tàn sát nhân tộc như vậy chắc chắn sẽ bị báo ứng. Hôm nay nhân tộc này ta bảo vệ rồi. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi không thể làm gì được. Xin sư phụ giúp đỡ. Nếu không thì em rằng bộ tộc người này sẽ biến thành cho tàn trong trận đánh cá của chúng ta. Gian giống như người phương Đông đó. Không chỉ có nhiều nhân vật quyền lực như Tam Thanh Thái Bi đế quận, càng có Thanh Vân đạo nhân trẻ tuổi như vậy. Khi nào phương Tây mới có thể dọn sạch? Mẹ ơi, bạn đã tạo ra chúng tôi. Tại sao lại để cho những yêu tộc này tự ý tàn sát chúng ta? Chẳng lẽ chân tướng bọn họ nói chúng ta chỉ là bọn họ yêu tộc huyết răng sao? Đứng lên, đừng khóc. Thiên hành khỏe quân tử tự cường không ngừng, con người luôn muốn trở nên mạnh mẽ, dựa vào người khác là vô dụng. Điều này phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Đúng vậy, loài người nên tự cường. Mọi người nghe tiên trưởng nói đều đứng lên. Chúng ta phải dựa vào chính mình. Yêu hoàng và yêu đế bây giờ ở đâu? Yêu hoàng hẳn là đi Đông Hải bên kia nhân tộc tổ điện. Yêu đế lại vũ trang vương miện chẳng nguyên tử thu nhận một nhóm nhân tộc không chịu giao ra. Chỉ là một tên nhóc không biết từ đâu xuất hiện cũng làm cậu sợ như vậy. Quả thực là mất mặt yêu tộc chúng ta. Tôi biết anh không quan tâm đến những cô gái đó. Tôi vui lòng nhắc bạn rằng bạn không đánh giá cao và giao dịch cổ phiếu. Vậy thì đi chết đi. Tiểu tử, giao cái đỉnh lớn dưới chân ngươi ra đi. Muốn đỉnh của tôi, bạn sợ là không đủ tốt. Tạm biệt nhóc. Hôm nay chúng ta tùy tiện những tộc người này chúng ta sẽ không động đậy. Tôi để anh đi à? Ta là yêu tộc yêu thánh, nếu ngươi giết ta, yêu đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mày không có đầu óc à? Nếu yêu đế có cách bắt người, còn phải đợi đến bây giờ. Ồ, vậy à, tôi muốn xem quận đế có thể làm gì mà không tha cho tôi. Đạo sĩ này bao nhiêu con bò, lại đem hồng hoang yêu tộc xe cảnh sát Đông Hoàng Thái nhất ấn trên mặt đất cỏ xác. May là vừa rồi không có đầu óc nóng này xông lên. Nếu không lúc này sẽ bị nhấn chìm chính là tôi. Yêu thánh đáp, ngươi không chuẩn bị báo thù cho đồng bào của ngươi sao?
Thanh Vân đạo nhân, ta lập tức dẫn theo yêu tộc còn lại rời đi. Sẽ không bao giờ cản trở bạn. Cút. Năm nay, vì lợi ích của con trai tôi, Tiêu Công nhanh chóng buông tay đại trấn. Nếu không sẽ có một trận động đất lớn. Tôi sẽ là sĩ quan vũ trang của anh ta. Còn xin đại tiên mở đại trận đưa nhân tộc ta ra ngoài. Ngươi có thể ra bảo vệ an nhân tộc của ta. Tôi chờ đã vội quần áo không sạch. Chúng ta có thể liên lụy đại tiên. Đợi đã. Có lẽ vẫn còn chuyển tiếp. Những người này thật phi thường. Giúp họ sẽ có vận may. Thiên đạo sẽ không để cho nhân tộc bị diệt vong như vậy. Thái ý, ngươi đã giết sạch toàn bộ tộc người của tổ đệ Đông Hải tông người sao? Đông Hải bên kia Thanh Vân đạo nhân ra tay rồi. Tôi đã chiến đấu với anh ta mà không hạ được anh ta. Sau đó thái giám lão tử xuất hiện, tôi liền rút lui. Này, hai chúng ta sắp đột phá trận pháp của Trấn Nguyên Tử rồi. Thực ra là thay đổi. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Chúng ta đều là vì bảo vệ nhân tộc. Tại sao lại cảm ơn? Đạo sĩ Trấn Nguyên Tử đạo hữu bằng chính sức mình ngăn cản yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại chiến lâu như vậy. Đạo sĩ có thủ đoạn phi thường. Thanh Vân đạo hữu đừng có trêu chọc ta nữa. Đêm nay đế quận bố trí đại trận còn chưa có chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận 1/10 uy lực, ta đều thiếu chút nữa ngăn không được. Thật sự là viêm mồ hôi. Thanh Vân đạo nhân, ngươi đừng cho mặt Đông không biết xấu bên hổ. Kia ta đã cho ngươi mặt mũi rồi. Thật sự nghĩ tôi quá nghi là dễ bắt nạt sao? Cho tôi mặt mũi. Nếu lúc đó ngươi dám không rời đi thì thử xem là ngươi trong hỗn độn lợi hại hay là ta Thanh Vân thủ đoạn siêu việt. Không giết được ngươi, hình ngươi mấy triệu yêu tộc vẫn không có vấn đề gì. Thanh Vân đạo nhân, ngươi thật sự muốn vì chỉ là nhân tộc mà nói yêu tộc ta sai đúng không? Tôi ở đây để bảo vệ loài người. Tôi không quan tâm nếu tôi chống lại bạn. Nhân tiện, quên nói với các bạn cái đồng vàng gì của các bạn hay là ai? Tôi vô tình giết chết rồi. Người chết cho ta. Khi Thanh Vân và Đông Hoàng Thái Bì đánh nhau, chỉ thấy khoảng trống giữa hai người nứt ra, một đôi mắt đỏ như máu lóe lên trong đó. Sau đó kết thúc một tia sáng đỏ sấm sét rơi xuống đánh vào trong khoảng trống. Một tiếng hét chói tai phát ra từ đó. Sau đó hố đen từ từ biến mất. Chủ nhân của đôi mắt đó là ai? Còn có sấm sét vừa rồi. Nếu không nhìn nhầm, chắc là hỗn độn thần lôi. Giết chóc pháp tắc, không nghĩ tới Tam Minh cùng lão tổ nhiều năm như vậy lại tại chính mình am hiểu giết chóc pháp tắc trên bị một cái tiểu bối chép qua. Tâm của đệ tử này của ta còn không đi theo con đường chính pháp. Chúng ta không thể đánh bại hắn khi hắn là Đại La Kim Tiên. Bây giờ đều chuẩn sinh càng không có hy vọng. Nhưng thật xấu hổ khi bỏ đi. Tiểu Vân Tử, ngươi có để ta đến đây gọi ngươi một tiếng không? Hai tên kia dù sao cũng là hai vị lão đại của U tộc. Đừng làm người ta sợ. Sao vậy? Hai người còn định bắt nạt Tiểu Vân Tử nhà chúng ta không được sao? Mê mơ thanh toán này của Thanh Vân đạo nhân, yêu tộc ta đã chỉ là ở trong lỗ hoang đánh vài trận liền bị hậu chủ nhìn thấy muốn cùng hắn vẽ luân hồi. Lần này nếu không phải là tiên trưởng thì là nhân nguyên tộc chúng ta sợ rằng đã sớm bị yêu tộc kia tàn sát rồi. Ta đề nghị hôm nay Thanh Vân tiên trưởng vì ta nhân tộc thánh tộc, gặp thánh tộc. Thanh Vân Hà Đức làm sao dám làm thánh tổ? Xin thánh tổ đừng từ chối, giờ đây loài người yếu đuối cũng chỉ có thể dùng chút cảm kích này để bày tỏ lòng chờ đợi của tôi. Được rồi. Ta là bàn cổ Tam Thanh Thái Khanh lão tử kinh thành lập nhân giáo, giáo hóa nhân tộc di thái cực thiên địa huyền hoàng vân anh bảo tháp đàn áp. Mọi người nói đi. Ta là bàn cổ Tam Thanh Ngọc Thanh Nguyên Thủy, hôm nay thành lập sản giáo Thuận Thiên mà làm công tác giáo dục, sử dụng ngôn ngữ đàn áp của Pangu. Ta là bàn cổ tam thanh trên bầu trời quang đáng, vụ cướp sáng tạo, lấy một cơ hội, có giáo vô lại lấy hết tiên buồn kiếm trấn áp khi muốn cướp giáo lợi. Bốn cái trùng lợ là vũ khí giết người, mặc dù là bảo hành bẩm sinh, nhưng không thể ngăn chặn vận chuyển máy móc. Sau này lên kế hoạch nhé. Thật sự không được thì tặng Bạch Liên, phòng cấm trên tiên đảo ở nước ngoài cho thông thiên sứ thúc dùng để trấn áp vận chuyển máy móc. Sư huynh, ba người thân này đều đã thành thánh. Tôi chờ làm thế nào là tốt? Mê mơng, Tam Thanh là do bàn cổ nguyên thần xuất thân cao quý, có mở thiên công, đức ở trong thân chỉ dựa vào lập giáo công đức em rằng còn chưa đủ để ta trở thành thánh anh ha ha. Tôi có một cách khó nói. Tôi dẫn chương trình đặc biệt hợp chất của chúng sinh có trì giác, tên của kim khắc là Tân Hôn. Kỷ niệm tên của 12 quốc gia, máy đàn áp, phương Tây gọi là phương Tây. Chúng ta chúng sinh vô thượng, thành chính tuyệt đối chỗ ở khác nhau, nói trên Phật có công đức trang nghiêm vô lượng ý và bừa bãi, trang nghiêm khi tôi làm Phật. Tất cả chúng sinh sinh ra nước ta,
Tự chủ vô lượng giải thích thiện ác của số phận. 48. Tổng thể hai người liên tiếp gửi 48 lần đầu. Sau đó trời giáng vô lượng chờ đợi sau khi hai người kịch đốt xong công đức. Cuối cùng được thành hóa. Mượn công đức vô lượng từ thiên đạo. Nếu đến lúc đó nguyện vọng này không thể thực hiện được. Dưới sự phản chiếu của đừng thiên đường. Đừng nói thánh nhân không làm được. Cho dù là mạng của hai chúng ta cũng không còn nữa. Đại ca, tan thanh này và hai vị phương Tây đều được thành hóa. Yêu tộc ta phải làm sao đây? Vò vũ đảng ta yêu tộc cũng không phải không có thánh nhân. Nhưng sau này đối xử với tan thanh bản thân vẫn cần kiềm chế một chút. Chúc mừng sư tôn hai sư già ba sư. Chính thức hỗn nguyên thành tựu thánh nhân. Lần này thành tựu thánh nhân, chúng ta ba người chuẩn bị mỗi người ở Hồng Hoang Đại Địa đang mở ra một đạo tràng làm truyền giáo chỉ có. Tan thanh muốn chia nhà sao? Có lẽ là do tôi. Sân kinh không quá ồn ào. Không biết sư tôn còn có hai vị sư thúc có thể tìm được đạo tràng rồi. Thanh Vân ở Đông Hải tìm được Mồng Lai Phương Trượng Thành Châu, ba tòa tiên đảo đã bị đệ tử chiếm cứ. Nếu như không có chỗ thích hợp có thể ở đó mở đạo tràng. Bành Lai mấy tòa tiên đảo không ngờ của thật là bị ngươi tìm được đạo sĩ sau núi Gà Nguyên, nhưng của ta cũng tìm được chỗ tốt rồi. Ta không có nhiều đệ tử, ta tìm một núi Minh Ân Thủ Dương Sơn đạo sĩ là đủ rồi, mà ngươi Thông Thiên Sứ Thúc hắn ở Đông Hải tìm được một tòa tiên đảo Kinh Ngao Đạo, ngươi Nguyên Thủy Sứ Thúc ở đây núi Côn Luân, nơi này phải có người giữ lại. Nhìn mới xem được tên đạo sĩ này. Để anh ấy nói cảm ơn. Hậu thổ dân tộc ông đã gặp Thanh Vân đạo hữu. Thanh Vân gặp qua hậu thổ tổ nhà, không biết hậu thổ tổ nhà ngăn cản Thanh Vân vì chuyện gì. Bây giờ khí phách của người ông đã qua đi, nhưng tôi lại ra đây để tìm giải pháp. Tổ gia tìm giải pháp quý vận trôi qua phương pháp ngăn ta cái gọi là chuyện gì. Tôi đã tìm ra cách, nhưng tôi không thể làm điều đó một mình, cho nên đến nhờ Thanh Vân đạo hữu giúp đỡ. Nhà tổ nói đùa, ngươi chèo phù thủy có sức mạnh hơn 12 ngôi nhà. Nếu bạn không thể chờ đợi, ta Thanh Vân lại có thể giúp gì cho ngươi. Chuyện này anh em không đồng ý tự nhiên sẽ không giúp tôi. Cho nên chỉ có thể đến tìm Thanh Vân đạo hữu. Hậu thổ chính thức chuẩn bị thân hóa luân hồi rồi. Bạn có thể nghĩ kỹ rồi. Sau khi hóa luân hồi, bạn không còn chủ cơ hội. Nhưng đất sau nhà tổ tiên thì không còn nữa. Đạo hữu không hổ là Nigelidon Hoàng Thái Bi. Sức mạnh của hai người. Hậu thổ còn chưa mở miệng. Đạo hữu dĩ nhiên đã biết chuyện gì rồi. Vậy đi thôi. Còn xin mình và đạo hữu đi ra một kiếm. Thân Vân đạo hữu còn có tổ vu hậu thổ, không biết hai vị đến đây máu còn có gì quý làm. Không có tổ tiên nhà sau đất có cảm giác chúng sinh sau khi chết linh hồn không có trời chỗ đất ở, không trọn vẹn, cho nên nguyện dùng sinh hóa luân hồi. Vậy có liên quan gì đến lão tổ? Không đúng, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị thiết lập luân hồi chính thức trên biển U Minh Sơn của ta sao? Còn xin bạn đạo đi thuận tiện. Tiểu tử An dám lừa gạt ta, đừng nghĩ tên ta và sợ ngươi không thành. Bạn làm của bạn càng sớm bên càng này tốt. Tôi chặn. Thiên địa vô cực cán khôn giới luật không bỏ. Linh của địch ta đi linh của trời tám phương thanh hoa. Quay lại cứu. Đừng. Cán khôn vô cực phong là thiểu gia không tha thứ. Bản đồ dày chân có cảm giác thiên địa không đầy đủ. Linh hồn của ông không còn gì để dựa vào sau khi ông qua đời. Muốn làm sâu sắc thêm luân hồi. Anh Thanh Vân đạo nhân tổ vu hóa luân hồi có liên quan gì đến ngươi? Sao lại ngăn cản tôi? Có lẽ sau này bạn còn phải cảm ơn tôi nữa. Thật là lão tộc, ta dễ bắt nạt, cướp lãnh địa của ta còn các muốn ta huynh cảm đệ, ơn người. Chỉ có thể làm được rất nhiều, vu tộc sau này còn muốn các anh em phải vất vả nhiều nữa. Là làm đại ca vô dụng. Cuối cùng, bạn phải hy sinh bản thân mình cho người nhỏ nhất. Mấy giọt tinh huyết này cộng với mấy anh trai, chắc có thể xây thêm một ngôi nhà tổ tiên nữa. Sau đó chỉ thấy đất dày biến mất, tại chỗ xuất hiện 6 cõi luân hồi. Đất dày em gái. Các anh, bây giờ đất dày ít xuân hóa luân hồi sẽ là địa phủ Vĩnh Trấn. Sau này tên là Bình Tinh, không còn là nhà của Vu Tổ nữa. Cao nằm 9 tầng mây hổ đoàn. Đạo chân thiên địa huyền hoàng huyền một mùa hóa hồng quân. Gặp gỡ đạo tổ. Đạo hữu lần này là đại công đức đại từ bi. Bất quá ngày sau chỉ sợ còn muốn ủy khuất đạo hữu ở tại U Minh chi địa thấp phủ chung. Sau khi thành lập tiếp theo, các đệ tử và người thân Vân Đạo thương lượng quyết định. Công đức này cũng không phải lấy không. Trước tiên chúng ta bàn bạc một số chuyện địa phủ. Đạo hữu có ý kiến gì cứ nói đi. Thiên đạo bảo hai chúng ta cùng nhau thành lập địa phủ còn phải có nhiều đạo hữu giúp đỡ mới được. 18. Địa phủ nên thiết lập 10 điện, Diêm La nắm giữ thiện ác của chúng sinh, công bố ở 18 tầng địa cho người thiện. Tu La đạo ba thiện đạo được hưởng phúc duyên, kẻ di ác vào địa ngục tầng thứ 18 để rửa sạch tội lỗi. Đường Tu La. Hậu thổ nương nương Thanh Vân đạo hữu kia Tu La đạo có liên quan đến ta không? Người dân và đạo hữu tu sáu cao Tu La đạo này sẽ có công nhân và đạo hữu. Dân và đạo hữu, tôi nói không sai phải không? Lần này cảm ơn đạo hữu.
Gặp thượng tiên, câu mà thượng tiên nhận ta làm đồ đệ, đây chắc là khỉ sáu tai. Bạn là một nhà hiền triết bẩm sinh, không bình thường, tại sao lại đến bái ta làm thầy? Tôi bị tai nạn trong lúc giảng đạo tổ, nhưng bởi vì tu sáo nông cạn, không nên được cái kia sửa cung, cho nên dùng thần thông của mình nghe trộm ta Dương Tĩnh chọc giận đạo tổ một câu pháp không truyền cho ta. Lần này ta đến thăm vô số đại thần thông giả, cũng không chịu nhận tôi làm đồ đệ. Câu pháp đó đột nhiên truyền sáu tai không phải là nội dung giảng khắp nơi đâu. Khi nào nó trở thành trừng phạt con khỉ này? Ta là đệ tử lớn của bán cổ Tam Khanh Thái Khanh, Thanh Vân đạo nhân. Ngươi thật lòng bái sư. Một con khỉ sáu tai để gặp sư phụ. Nhưng mà vào dưới cửa ta phải nhớ không được bày sư diệt tổ, không được giết nhau, không thể mạnh mẽ yêu đuối, nhiều tội ác, nếu không nhất định phải đuổi khỏi sư môn, biến thành cho. Bạn có muốn? Đệ tử đồng ý, nếu là đệ tử của ta thì không thể ngược đãi ngươi, cái này hỗn nguyên bó là do ngươi thông thiên sự xuất chủ ban cho ta. Tôi không dùng được. Bây giờ là cho bạn rồi, là linh bảo tiên thiên cấp cao nhất. Bạn cứ cầm và chơi đi, nhưng sau này có linh bảo tốt rồi, tôi sẽ đổi cho bạn. Không vẽ cái này nữa. Sư phụ, tôi rất thích cái này. Đến tỉnh thành rồi, tôi thấy bạn giống như cháu trai của Hồ Tôn. Sau này ngươi sẽ là Tôn Minh Ngộ Đạo. Hy vọng bạn hiểu nhiều hơn và đắc đạo. Cảm ơn sư phụ đã đặt tên. Ta truyền công pháp ngũ thải thanh nhất mạch của ngươi Thái Thanh Tiên Quyết và cửu chuyển huyền công. Không thể lãng phí tài năng bẩm sinh này của bạn. Tôi tin sư phụ. Sau đó nhiều năm dựa vào tùy tung của khỉ sáu tai Thanh Vân tìm kiếm được rất nhiều linh bảo. Sư phụ, bên nào có chiến đấu cách đây trăm dặm? Chúng ta có muốn đi xem không? Sư phụ, ở đây có bảo vật. Thấy chưa, từng thấy con khỉ nào đẹp trai như vậy sao? Các người là ai, dám cướp kho báu của tôi? Tìm chết. Sao anh không đi? Thượng tiên, ta muốn bái ngươi làm sư phụ. Kỳ lân tộc ngươi cho dù là đang suy tàn cũng không đến mức ngay cả một huyền tiên nhỏ bé của ngươi cũng không giao được đâu. Sao lại tới đây bái ta làm thầy? Hồi thượng tiên, ta là con trai của lão tộc trưởng tộc Kỳ Lân. Sau khi cha tôi mất, đội trưởng mới nghĩ tôi là một mối đe dọa, đuổi tôi ra. Bây giờ tộc Kỳ Lân đều đã thành cái dạng gì rồi, lại còn làm ra chuyện như vậy nữa. Tôi tạm thời không có ý định nhận học trò, nhưng vẫn còn thiếu một con ngựa. Ngươi có muốn gặp chủ nhân không? Cô có tên? Ban đầu là có, nhưng sau khi bị trục xuất khỏi tộc Kỳ Lân thì bị tước đoạt. Vậy sau này cậu sẽ gọi là Mojin. Cảm ơn chủ nhân đã cho bạn. Đi thôi, tiếp tục có lợi ích. Quận Thiên Đình đế sinh đá. Bởi vì khống chế không tốt lực lượng của mình bị đế quận nhốt ở Thiên Đình. Một ngày nào đó, đá bị phương Tây bắt cóc và trả thù. Giết đi. Dịch kinh làm phép thuật, giết chết anh trai tôi. Các em trai, chạy đi. Nhớ để phụ hoàng giúp chúng ta báo thù. Ngôi nhà vàng được sinh ra để mang theo lửa thật mặt trời. Những sao chết này là vật liệu tốt để chế tạo vũ khí ma thuật. Sau khi Thanh Vân Kiều cất đi 9 thi thể nhà vàng, Hoàng đế Phương Đông đến cứu ngôi nhà vàng cuối cùng. Hai bên sắp xảy ra chiến tranh. Nhà vàng nhỏ như vậy người nếu không thể vào diễn của ta thì thật đáng tiếc. Tôi cũng cảm động cháu trai tôi tìm ông. Chính xác đề cập đến người, ngươi dám tính toán ta năm yêu hai chân. Vâng, và chờ đợi để khinh thường uy nghiêm của các vị thánh. Vẫn cần cho tôi một lời giải thích. Tôi đi đây, thằng này mặt dày quá. Còn tìm người khác để nói. Tiểu quỷ muốn chết. Anh đẹp trai ổn chứ? Không sao đâu, chỉ dựa vào anh ta chắc chắn không thể giết tôi. Thanh Vân đạo nhân lại là người chuẩn đề thánh nhân lần trước bị ta đánh vỡ tinh thần sửa xong chưa? Mê mờ. Điều này chắc chắn đề cập đến người tính giết toán con tôi. Chờ đợi. Thù này phải báo. Yêu tộc theo ta đến Linh Sơn gây chuyện. Mê mờ, Linh Sơn của tôi có sự yêu tộc đây. Người cũng không lật được sóng lớn. Máy tính, tôi sẽ đợi. Chúng ta Vu tộc cũng đi Tây Linh Sơn, báo thù còn tàn nhẫn hơn yêu tộc. Tôi đã thấy anh ta khó chịu từ lâu rồi. Lát nữa phải đốt núi linh kia thành cho tàn. Hai bộ lạc này đi đâu? Sư huynh không chịu nổi đâu, chỉ sợ hoàn thành hồng viện cũng khó. Thanh Vân thất bại, tôi đợi đến lúc này trả sát xong mới được. Tôi còn có việc ở phương Tây. Tôi sẽ về trước. Ha ha. Đừng chạy trốn. Đừng có lừa dối người khác. Thánh nhân đây là nói ở đâu? Ta nhất định thắng đâu mà bắt nạt người, thánh nhân.
Cuộc chiến vừa rồi của thật không đủ vui vẻ. Tôi đợi thêm vài ngày nữa. Đến lúc đó thánh nhân muốn đi Thanh Vân tuyệt đối không ngăn cản. Yêu đế, đây là đạo tràng của thánh nhân. Chuẩn thay thánh nhân vô ích làm thánh nhân. Làm thế đúng giờ khiến cả 9 đứa con của tôi chết oan uổng. Thù này phải báo. Đế quận và Đông Hoàng Thái Bi trộm vào ký ức. Diêu binh muốn dồn dập xong về phía Linh Sơn kia. Muốn hủy diệt Linh Sơn. Nhưng ngay cả thị trấn lớn Hộ Sơn cũng không qua được. Không trở ngại cho tôi đầy cánh buồm tiên Linh Sơn. Yêu tộc, phù thủy, các người muốn chết. Thanh Vân đạo nhân, thù này ta ghi lại rồi. Thánh nhân, đừng tức giận như vậy. Chỉ là làm hỏng cành cây thất bảo diệu thôi. Lát nữa tôi sẽ giúp bạn tìm một cành cây màu đen đầy màu sắc. Chắc chắn đẹp hơn cái trên tay bạn. Địa vương này, ngươi còn chưa bị người khác mà lại đánh nhau với một tiểu bối. Thật là xấu hổ. Sao lại nói chuyện lạnh lùng ở đây? Hôm nay hai tộc ông yêu của hắn có thể đánh lên Linh Sơn của ta. Ngày mai họ có thể tấn công đảo Kim Ngao của bạn. Họ chưa có gan. Cái này mát mẻ với ngón tay bồi thường cho bạn đẹp hơn nhiều so với cái trước của bạn phải không? Sư huynh, lần này chính là ta gây rắc rối cho phương Tây. Tất cả tiền tiết kiệm của chúng ta này không sao đâu. Sư đệ quanh năm vì ta phương Tây bôn ba. Nhưng là sư huynh không xem tốt. Cũng là phương Tây nên có kiếp này. Chú ơi, đây là đệ tử mới của con. Từ xưa đến gặp sư thúc tổ. Linh bảo trên người ta còn chưa bằng sư tôn của người. Phần lớn là một sản phẩm trung cấp tiên thiên. Đó là món quà của tôi dành cho bạn. Bản thân thất bại này thật là đủ ác nghiệt. May mắn kia của thực giống như con hoang của trời. Ta này thất chức khí vận tốt như vậy không phải là con riêng của thiên đạo sao? Kết bạn với đệ tử Linh Bảo không có máy đàn áp vận chuyển thiếu là được rồi. Nhưng bạn nhận đệ tử quá tùy tiện, như vậy không tốt lắm. Nhưng mà cái này nhận hết rồi, cũng không thể đuổi ra ngoài được. Có thể chia đệ tử thành nhiều cấp độ. Phía sau người phục vụ có phẩm chất tốt được nhận làm đệ tử thân truyền. Hơi chút thiếu chút nữa nhận làm đệ tử nội môn. Những người khác được chia thành đệ tử ngoại môn. Có lý. Tơ bao, chuyện này giao cho bạn xử lý. Sư tôn, bốn người các người tới đây thăm đại sư huynh. Triệu Công Minh cười. Nghêu Hung cười bái kiến đại sư huynh. Những này tiên thiên linh bảo các người chọn một cái. Đại sư huynh, tôi có thể lấy thêm hai cái không? Không thể cắt nhỏ. Linh bảo rốt cuộc là ngoại lực. Các vị sư đệ sư muội cần phải chăm chỉ tu luyện. Là tôi chờ cấm kỵ. Thiên Hà Thái Âm sẽ bắn 9 đứa con trai của mình vì ghét hậu duệ. Dùng phân thân hóa thân thành trường Nga dụ dỗ hậu duệ đuổi theo đến Thái Âm Tinh phong ấn hậu vệ. Hãy để anh ta chặt cây ở Thái Âm Tinh mãi mãi. Chủ nhân, tôi đi xem náo nhiệt. Không cần hai chân, chắc là trận quyết chiến cuối cùng rồi. Ha 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 ha. Không phải cậu nhóc của bạn đã sẵn sàng chưa biết giá rẻ sao? Quận đế, ngươi chờ dùng thủ đoạn hèn hạ để hại ta, hậu duệ của phù thủy lớn, bắt nạt ta, phù thủy không ai phủ nhận. Hắn giết cầu tử của ta thì nên biết hậu quả của việc này. Muốn chiến thì chiến, không cần dài dòng. Ngay cả khi hai tộc chiến tranh, Thanh Vân lại ở trên mặt đất điên cùng xuất hiện hai tộc chi thể. Xác chết của yêu tộc này đều là vật liệu tốt để luyện khí. Cuối cùng cả hai chân đều bị tổn thương, quá khoe khoang. Ngô chân cùng nhau tức giận, hỏa lực pháo binh tràn ngập núi hổ đầu. Thanh Vân đạo có trong hỗn độn kia, nhưng là ngươi thu rồi. Đông Hoàng Thái Nhất tự nổ uy lực rất lớn. Khi tôi đến nơi, nó đã biến mất khỏi sự hỗn loạn. Mê mông, không nói dối nữa. Goholin nặng yên pu trung đoàn điều đạo chân huyền môn độ lãnh đạo một kế hoạch hồng quân. Nua đây là thần sĩ đầy màu sắc, có thể dùng làm bổ thiên. Lão sư xin hỏi trong hỗn độn là bị Thanh Vân đạo nhân lấy đi. Mê mông, sau khi Đông Hoàng Thái Nhất tự nổ tung, trong hỗn độn phá vỡ không gian định hướng vào nơi hỗn độn. Không cho phép nữa. Vậy thì dễ làm rồi. Không thể không vì chúa mà chuyện này sụp đổ, còn cần phải có vật gọi là trời. Bắc Hải có một con rùa không biết sống bao nhiêu duyên, thân hình to lớn, có thể coi là vật ta gọi là trời. Ta lập tức đi một chuyến giết rùa khổng lồ mang về. Sư thúc giết rùa đen làm vật gọi là trời, rùa đen kia nhất định sẽ được công đức vô lượng. Con cần bảo vệ hắn thật linh, không muốn bị hủy diệt mới phải. Đạo hữu cảnh biển dưới càn khôn đỉnh di chuyển sử dụng. Nhện, con rùa này sao vẫn còn sống? Đến vội còn chưa kịp giết.
Tôi thực sự suy sụp. Đạo hữu đừng hoảng sợ. Tình huống của thiên địa này ngươi cũng nên biết rồi. Bây giờ chúng ta cần một vật gọi là trời. Cũng chính là thân thể của đạo hữu có thể đảm đương đại trách nhiệm. Được rồi, nhưng các người phải để tôi tái sinh. Này bạn, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ chân linh của ngươi. Ngày sau có thể bái vào cửa của ta làm đệ tử thân truyền. Bạn có phải là một trong hai vị thánh ở phương Tây? Chính là tôi. Năm đó mạnh ta linh dược đã thương ta khiến ta bây giờ còn không thể hóa nguy hiểm. Hôm nay nhất định phải tìm ngươi báo thù. Được rồi, bây giờ có thể làm cho tôi cả ngày. Niệm Ngưu, ta thấy ngươi muốn chết. Chuẩn thay đạo hữu, bạn đến đây nhé. Hắn vô có dám tấn công tôi. Tại sao tôi lại có? Xì hơi, bạn là một kẻ vô liêm sỉ. Lúc trước ở Bắc Hải cho ăn một cây linh dược đánh lên một con rùa đen thời kỳ huyền tiên. Cậu không nhớ chứ? Tôi là bầu trời quang đáng, không có nhân của với bạn. Ngươi có muốn tôn ta làm thầy không? Đệ tử huyền quy bái. Gặp sư tôn các vị sư huynh còn xin nhanh lên. Thanh Vân, mọi người cố ý để cho ngươi ngồi thiên đình thiên địa, không biết ngươi có thể nguyên ý. Trời đất sao lại biến thành chính mình? Ngồi trên trời đất là một đống chuyện vớ vẩn, rắc rối lắm. Đệ tử cảm thấy mình không thích hợp làm thiên địa. Lấy tư chất của Thanh Vân tương lai thành chính cũng không phải là không thể. Trời đất này không làm cũng tốt. Ha ha ha, đạo tổ, tôi cảm thấy Tây Di Lạc của tôi có thể đủ tiêu chuẩn cho vị trí này. Mê mơ, cậu là ai? Chưa từng nghe qua. Vẫn là đệ tử của ta đa bảo thích hợp hơn. Con trai thứ 10 của yêu đế có thể làm thiên dù địa. Dù sao hắn cũng coi như là người kế thừa của thế hệ trước. Lúc đó đến nhà vàng. Lúc trước Hạ Hồng Hoang khiến Hồng Hoang Thánh Linh phán xét. Họ đâu có tư cách. Vu Ti từng là thánh nhân. Lúc trước ngươi phá vỡ cái gối lớn của yêu đế ném một miếng nhà vàng xuống phàm hóa đơn còn chưa tính đâu. Mê mông, câu nói này đây là quá. Chuyện lớn của trời. Tôi cũng chỉ là thuận thiên ứng người thôi. Được rồi, chờ đã. Làm sao mà ồn ào như vậy? Ha ha ha, còn nhờ giáo viên làm chủ. Ba bạn, họ lừa dối tôi quá nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy ai táo tợn như vậy. Thanh Vân, bọn họ đi sứ là đề cử người làm thiên địa. Vì bạn không muốn. Vậy bạn nói cho tôi biết ai và chuyện gì. Này, đây hình như là một đề nghị tặng. Đạo tổ Thanh Vân suy nghĩ kỹ vẫn cảm thấy khó lựa chọn. Còn xin đạo tổ trục tội. Đào Đằng, ngươi có muốn làm thiên đình chi chủ kia không? Cảm ơn. Ngày hôm sau chắc chắn sẽ không chịu lời hứa. Kính thiên văn số này tặng bạn tự vệ. Ngoài ra giao trì cũng xuống chú ý. Cái này Đông Phương Thanh Liên bảo sắc khí cực phẩm tiên thiên linh căn đào cây đàn ác thiên đình kỳ ngộ. Này, này, giáo viên, sau khi họ lên thiên đình, bên cạnh bạn cũng ta không bảo có đệ người tử Di Lặc đến nghe lệnh đi. Khi hóa sắp rơi, mọi người đều biểu thị đệ tử của mình có thể đến Tử Thiêu Cung hầu hạ. Tôi đã uống đến mức không cần trẻ con phục vụ. Chờ đã, sau khi chết không phải trời đất trở thành hồng quân không ra. Đây là thủ đoạn của đạo tổ sao? Đại sư huynh hôm đó đốt đèn có nhiều tội, mong đại sư huynh tha thứ. Không sao, tranh giành cơ hội. Mỗi người đều dựa vào khả năng của mình, ra cửa tu hành cho tốt. Đừng làm hỏng danh tiếng của ba tôn giáo. Nhà thờ sư huynh. Những linh bảo tiên thiên này mỗi người chọn một cái làm quà tặng. Loại này bi tiên thiên linh bảo không biết có phần của tôi không? Mau đi lấy linh bảo đi, nếu không giá tương đương tôi sẽ lấy lại. Đốt đèn để cảm ơn đại sư huynh đã ban tặng kho báu. Làm thầy của giới thượng lưu áp lực rất lớn. May mắn thay, chúng ta đều có băng gu truyền thừa thuật giả kim đen và gáy sóc cho đệ tử. Tiểu anh tử ở trong Tử Tiêu Cung, tại sao ngươi không muốn lên trời xuống đất? Thế giới đó có gì tốt? Nguyên nhân và kết quả không ngừng phải xử lý. Lưu A gặp ba vị sư huynh. Lưu A sư muội đột nhiên tạo phản chính là vì chuyện phục hy kia. Đúng vậy, cảm ơn Thanh Vân Đạo đã cứu. Nợ Thanh Vân Đạo nhân của quá nhiều, không biết nên lấy cái gì để trả. Bác khách sáo rồi. Lưu A sư muội này kịch ta tính ra hắn cùng nhân tộc Tam Hoàng một trong thiên hoàng có duyên. Sao không để anh ta ở lại đây? Sư tử dùng linh bảo làm nơi ở. Thật là anh hùng. Chỉ là tiên thiên linh bảo giống như rách nát một chút. Chủ nghĩa anh hùng ở đâu? Nhanh lên núi Côn Lôn. Thanh Vân bái kiến sư phụ. Chào các chú. Thanh Vân, sau này ngươi chính là phó giáo chủ của ba tôn giáo sản kiệt của ta. Tất cả đệ tử của ba giáo đều nghe theo chỉ huy của bạn. Điều này có gì sai không? Không có gì sai cả. Ta chờ ba kinh bản là một. Chúng tôi tin anh. Nếu tôi có một đệ tử như vậy,
yêu tộc cũng sẽ không rơi vào tình huống hiện tại nữa. Thanh Vân đạo hữu, ta muốn em trai ta sau khi tái sinh cũng bái người làm sư phụ. Làm thế nào để bắt đầu? Phác Xi đạo hữu lúc đầu cũng là người của Tử Tiêu cung Thiên Đạo, nói ra cũng coi như là tiền bối của tôi. Nếu không phải ngươi cứu hắn thì không có tái sinh. Ngươi làm sư phụ cũng không sao. Được rồi, nhận hắn làm đệ tử cũng có lợi. Giáo dục Thiên Hoàng nhân tộc có công đức lớn. Hoàng đế đã định. Vậy người chọn Địa Hoàng và Nhân Hoàng các vị có ý kiến gì không? Hồng Hoang Tản Nhân Hồng Vân chỉ có Đại Tế Vận Đại Tế Nguyên người Cát Huy Hoàng. Lúc đầu dùng làm thiên trụ con rùa đen kia. Hắn thân xương Thiên Chi Tông đạo sĩ có thể làm Nhân Hoàng vị trí. Con rùa đen kia đúng là ngồi Nhân Hoàng, nhưng con đường chính nghĩa của hoàng đế này hơi khác thường. Tôi em rằng sẽ còn nhiều biến số nữa. Hãy để chúng tôi chăm sóc võ chiến của bạn. Ái Thanh Vân, bạn đi đến cửa khẩu vũ trang để mang linh hồn thật của Hồng Quân trở về đi. Ông nội, bên ngoài có một đạo nhân, nói là phân cu của ông nội. Chẳng lẽ là năm đó trong Từ Hiếu cung nghe được ai đến? Nhanh chóng đánh sáu nước nhân sâm, đừng chiêu đái khách quý. Vâng. Ha 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 ha. Hóa ra là Thanh Vân đạo hữu đến rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Có một đời bị thương, Hồng Vân đạo đao sau khi tự báo. Một tia chân linh còn lại của hắn đang ở chỗ đạo hữu. Mê mông, chân linh thực sự ở chỗ tôi, nhưng hồng mông tử khí đó thực sự không còn nữa. Đạo hữu hiểu lầm rồi. Người xưa kêu cố ý để Hồng Vân đạo hữu chuyển thế làm hoàng đế tộc, cho nên mới có nghi vấn này. Hơn nữa ta Thanh Vân cho dù muốn đột phá thánh nhân cũng phải làm thánh nhân mạnh nhất. Vậy hồng mông tử khí đối với ta vô dụng. Nhưng người bạn cố của tôi quá yếu đuối. Không biết còn có thể làm được không? Đái Hồng Âm chân linh đi tìm sách thờ gốc của bạn. Nếu là đạo hữu tín ta, ta dẫn nàng đến núi Côn Luân thử xem. 10 viên của nhân sâm này mang đi. Đạo hữu nhanh mang theo Hồng Vân đi. Thị trấn này nguyên tử và đám mây đỏ tốt không bình thường đâu. Không phải là có sở thích đặc biệt sao? Gần đây sư phụ ngươi đang luyện đan, ngươi có thể đi Thủ Dương Sơn học tập trận pháp đạo truyền thừa trong sách Thông Thiên Sư của ngươi. Ngươi cũng có thể học luyện khí của ta. Ngươi không cần học máy yêu nhiệt tình nữa. Ha ha, là sư thúc. Sư đệ nghe thấy ngươi thở dài, có gì phiền không? Sư huynh, ta không cẩn thận làm hỏng dược liệu của sư phụ luyện chế cửu chuyển kim đan rồi. Ngươi đi lấy một viên linh dược không đủ tuổi lại đây, ta thử xem. Sư huynh, đạo pháp vừa rồi của ngươi có thể giao như cho vậy ta không? Sau này luyện đan sẽ không thiếu linh dược. Đây là năng lực thiên phú của ta, không giao được. Hôm nay chọn đông đồ đến đại điện đi. Thanh Vân, tất cả đều bái kiến sư tôn. Sư phụ, ngươi muốn luyện đan? Không tệ, tài năng luyện tập của bạn quá tốt. Linh bảo tiên thiên hiếm thấy, bạn gửi cho chúng tôi từng đống một, áp lực rất lớn. Nếu không làm chút công việc phụ, mấy ông già chúng tôi không có đồ tốt để tặng nữa. Cửu chuyển kim đan thật là lợi hại, chỉ cần dựa vào mùi hương để tất cả đột phá. Huyền đô tài năng này không phải là có hệ thống sao? Tất cả đều đang trên bờ vực đột phá rồi. Người được đan hương có cảm giác mới đột phá. Không phải đan hương có thể khiến người ta đột phá. Trừng phạt giả kim, bạn có thể thấy rõ. Đệ tử ngu ngốc chỉ hiểu được 7-8 phần 10. Không tệ, Huyền Đô xem nhiều lần cũng chỉ là miễn cưỡng luyện chế đan dược cấp thấp. Viết thêm phương pháp tôn trọng giáo viên. Ca tỉnh rồi, lấy chút linh dược mở lò nước ép. Tôi thấy bạn hiểu được mấy phần. Sư huynh, đây là chuẩn bị luyện chế trứng vàng chỉ móng vuốt sao? Sư huynh, ngươi lại lần đầu tiên luyện đan liền luyện chế ra cửu chuyển kim đan. Có phải trước đây cậu biết luyện đan không? Không đâu. Nhưng luyện khí và luyện đan có rất nhiều điểm chung. Đáng tiếc là không làm chủ được. Sau khi lửa có 2 cái bị hỏng, ít hơn sư phụ 2 cái. 9. Sau khi tổng hợp 2 đơn bằng 9 chuyển đổi, chỉ là muốn bạn tăng lên vài lần, hình như không có thay đổi nào khác. Cái này là sao? Cho tôi uống thuốc không? Tài năng này của ngươi làm ra đạn dược, ai biết ăn xong có bị tai nạn không? Lấy đi, đạn dược này mạnh hơn nhiều, tất cả đều có tác dụng giác ngộ. Ha ha ha, ta liền biết sư huynh thiên phú thần trộm và đầy đạn dược. Chắc là giỏi lắm. Đống quả này hai tộc ăn xác không biết dùng có thể dung hợp thành cái gì. Điều này hợp nhất khí máu và có thể tăng cường sức mạnh thể chất.
Sau khi hấp thụ tất cả huyết khí tổng hợp của thi thể vu tộc, hiện tại thực lực của thân thể đã đạt đến giai đoạn chuẩn thắng. Bọn trẻ người ta nói ngươi là con của yêu nghiệt, nhưng mẹ tôi tin rằng ông không phải. Hơn 10 năm rồi, khi nào em mới được sinh ra? Ha ha ha, cuối cùng tôi cũng vượt qua được Đại La Kim Tiên. Đại nhân, xin hãy tha cho con tôi. Ha 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 ha, không thể nào. Ăn hắn sẽ có lợi cho tôi đấy. Con trai dám. Nói đi. Bạn rất không thuyết phục. Sai muốn giết thì giết. Đáp ứng yêu cầu của bạn. Thì ra ngươi là người rồng. Là còn xin tiền bối cho ta một con đường sống. Sau này Long Tổng nhất định phải báo sau. Thử xem ai dám hại con cháu ta. Lão tả là hắn đánh tôi thành thế này. Ngươi sẽ trả thù cho ta. Ông không biết tôi. Sobe chỉ giao kho báu trong tay bạn để bồi thường. Tôi sẽ để bạn đi. Một cái phân thân cũng dám kiêu ngạo. Muốn hỏi ta Long tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Máu thịt của Hoa Húc Thị là thánh hiền sinh ra. Bạn không thể co thường. Cậu đến đây để gây rắc rối. Mê mơ, giao bảo hành trong tay ra. Tôi sẽ để lại toàn bộ xác chết của bạn. Long tộc chỉ là mấy cái bùn nhỏ thôi. Những gì bạn muốn tôi là súng ma thuật. Bạn không đủ tiêu chuẩn. Mày muốn chết. Xứng đáng là tộc rồng. Cái này còn chưa chết. Đừng, đừng, đừng đánh. Ta sẽ trở về Long tộc sau này không bước vào Hồng Hoang nửa bước nữa. Nếu như ngươi có thể ngăn cản một quyền này của ta, ta sẽ tha cho ngươi. Ông chủ, cứu tôi. Thanh Vân đạo nhân, ngươi lừa ta Long tộc không có ai không? Đúng sai có công luận riêng. Hơn nữa cho dù lừa ngươi Long tộc thì sao? Mây xanh này thật là kiêu ngạo. Thanh Long này chính là đồ giả sống sót sau đại chiến thượng cổ. Vậy chúng ta sẽ thảo luận. Hãy để tôi xem sức mạnh của bạn. Thôi nào. Nhưng trước tiên, tôi sẽ xử lý gã trướng mắt này. Kiện có lòng thương xót. Tôi không nghe rõ anh nói gì. Vợ lâu rồi không cùng nhau chiến đấu. Rất nhớ ngày một con dao kia, một người bạn nhỏ của tộc Kỳ Lân. Hôm nay thiếp là ta Thanh Long. Thu Ngọc Hậu Long Tổng nhất định sẽ tặng hậu lễ để ở cùng đạo hữu. Còn muốn đơn giản như vậy mà phai nhạt đi. Khi tôi Thanh Vân dễ bắt nạt không được. Tôi là một trong bốn vị thần cánh giữ trời đất. Có công đức lớn. Ngươi dám giết ta và tất cả chúng ta đều chuẩn. Nếu tôi cố gắng, bạn sẽ không khỏe. Cố gắng hết sức sao? Vừa rồi bạn ngay cả linh bảo trong tay cũng tự nổ tung. Không phải là một trong tứ linh của trời đất. Thật sự không thể tùy tiện đánh giết. Nhưng nếu là phong ấn ngươi thì sao? Thanh Vân đạo nhân nhanh chóng thả ta ra ngoài. Nếu không cho dù ta liều mạng tự nổ cũng phải kéo ngươi cùng chết. Tự nổ, bạn có chịu không? Mặc dù bạn là bốn linh hồn không thể dễ dàng đánh giết, nhưng không có nghĩa là không thể giết. Vô số người đều muốn vị trí này. Ta nguyện ý phát triển thiên đạo thế thiên đạo lại chém ta Long tộc Thanh Long sau này vĩnh đô bước vào Hồng Hoang nửa đường. Nếu vì chuyện này, thiên đường đang đến. Tôi đi giết đi. Chờ một chút, rất nhanh chúng ta Long tộc sẽ một lần nữa xuất hiện trên lần này không ai có thể ngăn cản chúng ta. Long tộc, quả nhiên những tên này còn lưu lại không ít lão bất tử. Đứa bé này sau này sẽ gọi là Phục Hy sao? Ta chuẩn bị nhận hắn làm đồ đệ. Không biết. Cảm ơn Thánh Tổ. Ở đây còn có hai cây linh căn này kia. Xem ra hẳn là Tiêu Sinh và Thảo Bảo tương lai. Hai người sinh ra linh trí cũng không dễ dàng. Có thể theo tôi. Ôi, hương trà áo tràng đỏ Vũ Di Sơn.
cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo lạc bảo tiền bạc thứ này sau này nhưng là có một hồi công đức có thể lấy. Gặp qua sư tôn vô tích gần đây đang vì người giám sát cách tránh lửa các loại tai nạn mà không vui. Được rồi, tôi biết rồi. Ai đến đây để nổi loạn? Côn Bằng đạo hữu đừng đến không? Hôm nay đến đây là muốn gặp người trong trận chiến phù thủy. Nếu tôi không thấy thì sao? Vậy ta Thanh Vân liền tự mình đến lấy. Sợ ngươi không được. Khôn Bằng ra nộp quyển sách Hòa Lạc đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiêu, thủy thủ chết vẫn chưa biết, ngươi cũng phải nghĩ kỹ, nếu bây giờ giao ra tính là thế giới, nếu bị ta tự mình lấy được, vậy cái linh bảo này tính là của ta. Không ngờ ngươi lại sắp xếp Chu Thiên Tinh đấu đại chiến Thanh Vân. Nếu bây giờ bạn phai nhạt, tôi không đổ lỗi. Trận pháp này của ngươi có thể so với đế quận Thái Nhất bố trí kém xa. Đủ rồi. Giao sách hay tia dâu? Nếu không, sách hay tia dâu có thể cho bạn mượn. Nhưng khi nào trả lại? Tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu tình hình. Cơ hội đã cho bạn rồi, bạn không trân trọng. Bây giờ cho bạn hai lựa chọn, hoặc là giao linh bảo, hoặc là tôi sẽ đưa cô lên đường. Sách hay tia dâu cho bạn rồi. Sư phụ vô tích sư đệ ngơ ngác ngồi bên sông đã hơn 10 ngày rồi. Không sao đâu, anh trai của bạn, đây là thuốc rồi. Cuối cùng cũng hiểu được kỹ thuật diễn xuất bát quái của cán bộ rồi. Cảm ơn sư phụ, Phục Hy đã hiểu. 100 năm sau, Phục Hy tóc trắng qua đời. Không lâu sau, một luồng ký ức tràn vào trong đầu Phục Hy. Tôi đã trở lại. Một bộ lạc. Một phụ nữ mang thai 10 năm sinh con trai. 2 ngày có thể miệng đắng người nói. 3 ngày có thể đi vé. Hắn chỉ là đuổi theo quân thần chú liền đem nhặt được 9 cái kim ong thi thể dung hợp thành một cái trứng. Làm thế nào để tổng hợp một quả trứng? Tôi cũng sẽ không nở. Chẳng lẽ nấu ăn rồi sao? Này, ném vào nước thần tam quang ngâm xem đi. Chỉ thấy thân ni to vừa chìm vào nước thì nhanh chóng hấp thụ tam quang thần thủy. Ngày mùng 3 tháng 4, sau khi hấp thụ 3 chia 4, mà viên đan kia cũng xuất hiện đồ ăn vặt yếu ớt. Lần này là lỗ lớn rồi, hy vọng anh ấy có thể hóa hành sớm hơn. Hẹn gặp lại, đạo hữu Thanh Vân. Cậu đến tìm tôi. Nhưng là địa phủ xảy ra chuyện lớn gì, sau này tu sáo của thổ cho dù là thánh nhân cũng không thể làm gì được hắn. Họ đồ tổ nhầm lẫn bị thương nặng, không đành phải hình thiên đến nhờ đạo hữu giúp đỡ. Lại không có bất kỳ động tĩnh nào liền làm bị thương họ đồ. Đây không phải là điều mà một vị thành có thể làm. Chẳng lẽ hồng hoang còn có thánh nhân khác sao? Kẻ thù là ai? Bạn có biết? Kẻ thù là một nhóm người đầy khí đen. Cho dù với cảnh giới hiện tại của ta cũng không nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ. Đạo hữu, chúng ta nhanh chóng đi đến địa ngục đi. Mê mơ là muốn đi địa ngục. Nhưng chỉ tôi chứ không phải chúng tôi. Đạo hữu, ý bạn là gì? Hậu thổ đều bị thương nặng, trốn trong bàn cổ điện không dám ra ngoài. Thế nào bạn có thể chạy ra ngoài để được giúp đỡ? Hắc khí quỷ dị trên người hắn rõ ràng không phải là lực lượng trong hồng hoang. Ngươi là ai? Đó là nghệ thuật của thế giới này. Ta là nước, ngươi không cần biết. Tổ tiên nhà tôi có mời. Còn hy vọng đạo hữu đi cùng tôi một chuyến. Tôi nghĩ bạn không phải là người của lũ lụt. Gọi tôi có mục đích gì? Hồng hoang hẳn là gọi là thế giới bàn cổ đi. Đi với tôi nào. Đừng để chúa chờ đợi. Chủ nhân của nhà tôi rất ngưỡng mộ bạn. Làm tốt lắm. Chủ nhân vẫn có thể cho người đột phá. Bạn cũng chỉ là một chiến thắng nhỏ. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh đó, người đã sớm đột phá rồi. Vậy thì đi chết đi. Đất không gian.
Tiểu Hắc, người liên tiếp ba kỳ, nếu Long tộc càng là giết chết Long tộc chuẩn thắng khí trường thì tội gì? Cho ta thanh vân kết tội, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cô biết tôi là ai không? Sao anh dám nói chuyện với tôi như vậy? Không phải là tổ long chi địa đuổi rồng sao? Nếu biết thì nên biết hậu quả của việc chọc giận tôi. Như một kẻ nói chuyện như vậy, thanh long bùn lốc bây giờ đã không ra được nữa. Ngươi cũng muốn thử sao? Mày đánh tao làm gì? Tao đánh mày à? Ông chủ, cứu tôi. Hai người làm như vậy hơi quá rồi. Mê mơ, ngươi chính là thiên đạo thánh nhân của thế giới này. Đạo hữu không biết đến đây có gì quý. Các ngươi người của lũ lụt đã làm nhục người của ta như vậy. Tôi có thể không đến. Tại sao bạn không nói rằng đệ tử của bạn giả là người khác để lừa dối tôi? Ha 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 ha. Tiểu hưu có muốn theo ta đến thế giới bên kia tu hành không? Không dám đảm bảo gì khác, để bạn đạt đến thiên đạo thánh nhân vẫn được. Và món này ngon, kéo tôi vào, tôi đồng ý, anh nên thắng trước cho người của anh trước đi. Để không bị tôi vô tình làm chết. Ngài có phải quá không để tôi vào mắt không? Thanh Ngư, đồ đệ của ta, người muốn hắn đi đâu? Các người sẽ không bao vây tôi ở đây chứ? Nếu đánh nhau, thế giới này không thể chống cự được. Thắng rồi. Từ xưa đến nay Tử Tiêu Hằng kiếm mặc. Chuyện lần này tôi sẽ nói với mọi người. Hỗn độn lớn, vô biên. Trong sự hỗn độn vô biên đã sinh ra vô số sinh linh hỗn độn. Chúng được gọi chung là hỗn độn ma thần. Mở ra thế giới ma thần. Nhưng không biết vì lý do gì mà hai giới đã tiếp xúc. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi lớn của trời đất trong tương lai. Mà lần này để nhìn lại đã kết hợp tàu chuồn chuồn không gian và 12 phẩm thiên thần trắng thành bảo hành bẩm sinh. Khả năng này cũng quá biến thái phải không? Ta khả năng này là sinh ra đã có. Lấy tu 6 hiện tại của ta tổng hợp một khu vực bảo hành bẩm sinh không có vấn đề gì. Máng nằm cũng chỉ là bảo hành bẩm sinh. Chẳng lẽ là chúng ta đã không theo kịp thời đại rồi sao? Bảo hành bẩm sinh không còn giá trị nữa. Cẩn thận dưới chân, đừng dẫm hỏng. Tiểu Vân Tử đừng keo kiệt như vậy, dẫm hỏng sứ thúc, tôi bồi thường cho bạn không phải là được rồi. Hóa ra là một trong 10 loại rễ linh hồn bẩm sinh hàng đầu. Cái này thật sự không thể bồi thường cho Tiểu Vân Tử. Tôi nhớ sau khi chia xong của bầu, làm sao anh cứu được. Đi. Ông chủ, ông không thể nhìn nước trong hồ bơi bên cạnh trước được không? Tôi đến Tiểu Vân Tử, bút của bạn đủ lớn rồi. Anh sáng phần thiểu chín nước lớn như vậy một cái. Nhưng chúng ta nhìn hình như thiếu rất nhiều. Tiếp theo Thanh Vân tự mình thoát ra, chuyện to lớn kia nói với Tam Thanh một lần. Sự tò mò mạnh mẽ về hướng dẫn muốn họ. Tiểu Ngân đem của trứng người nói kia lấy ra cho sư thúc xem. Nếu có ích thì giữ lại, vô dụng thì nấu cho nó ăn đi. Cái này nhưng bị ảnh hưởng bởi khả năng thiên phú của bạn, hình thành sau khi trở về bản gốc. Sau này hóa nguy hiểm ra, có lẽ là nhà vàng, cũng có thể là những linh hồn nến lửa khác. Dù sao cái này nhưng không bình thường là được rồi. Mê mơ Thanh Vân có thời gian vào địa phủ một chuyến. Thời gian trước hình như địa phủ xảy ra chuyện gì đó. Hình như bị cái gì đó che giấu. Ngay cả chúng tôi cũng không thể xem được. Sáu cõi luân hồi là khán giả lớn. Nếu không phải cuối cùng đã trở lại bình thường, tôi em là chúng ta sẽ đi thẳng qua đó. Thanh Vân đến địa phủ phát hiện không có ai. Đột nhiên sau trong địa ngục truyền đến một luồng khí tức tà ác. Địa ngục là một nơi rất quan trọng trên thế giới này. Những vị thánh đó sẽ không gọi. Thánh nhân thì sao? Chúng ta bên này cũng không phải là không chỉ cần có. Chúng ta tấn công nơi này, sau đó vị đại nhân kia ra tay săn đất dày. Đây là của chúng ta. Nếu tiếp tục như vậy, sự bảo vệ của cửa hàng Bình Bình Bàn của em sẽ ngày mai tuyệt ý ra ngoài đánh một trận. Chạm cửu phượng viên. Chết. Đạo hữu, tại sao phải làm khó họ những lời khuyên này? Hãy cân nhắc gia nhập thế giới của chúng tôi, những người này của bạn sẽ được an toàn. Nếu các vị thánh đến đây, các vị không sợ các vị thánh của thế giới chúng ta bỏ lại các vị sao? Đừng mong đợi các vị thánh trong thế giới của bạn, chắc là họ tưởng không có gì xảy ra ở đây. Ai đã cho bạn niềm tin để bạn nghĩ rằng không ai có thể tìm thấy nơi này? Xin lỗi, tôi đến muộn. Người này không đơn giản, cẩn thận đấy. Mê mông, chỉ là chuẩn thắng mà còn muốn tọc mạch.
Bạn nên chăm sóc bản thân trước đi. Cái kia tên là gì hư đã chạy trốn rồi. Không biết cái xương này của bạn có thể chạy trốn nhanh như vậy không? Mê mờ, thánh nhân không phải là loại kiến như người có thể chế giễu đi chết đi. Thánh nhân cũng vậy. Nhóc con, có một chút sức mạnh, hãy cân nhắc tham gia cùng tôi. Tôi sẽ tha mạng cho bạn. Tôi không hứng thú. Tàn nhẫn, nếu tìm thấy thế giới mà bạn đang chờ đợi, tôi không ngại quay lại đâu. Địa phủ xảy ra chuyện rồi. Điều bồi vốn có 7 ngày này lật bao phủ ngươi. Thánh nhân lũ hoang là không phát hiện có gì đó không ổn. Nhưng anh làm tôi tức giận. Ngay cả khi bị phát hiện, tôi cũng sẽ giam giữ anh. Dùng ma hỏa thiêu đốt 100 triệu năm mới có thể giải tỏa lòng hận của ta. À, tiểu bối dám làm tổn thương ta. Hôm nay ta chính là mạo hiểm bị các vị thánh nhân bao vây đe dọa, cũng nhất định sẽ làm cho người tàn nát cõi xương. Ai cho người dũng khí mà người đến đây bắt nạt đệ tử tam tân của ta? Là vì lòng trung thành của tôi, muốn kiếm không được. May mà sư phụ họ tới, nếu không sẽ không đánh được. Tiểu Vân đoá sư thúc, mấy người chúng ta chơi với tên ngoại quốc này trong hỗn độn. Để phần còn lại cho bạn dọn dẹp đi. Bạn không thể lừa dối người khác quá nhiều. Người đều là thánh nhân, thật sự đánh Vân lại không ai có thể giành được tốt. Ồ thế á, tôi không nghĩ anh có khả năng này. Đúng lúc này từ trong lỗ hoang bộc phát ra một luồng khí tức cường đại của thánh nhân. Chẳng lẽ là đồng bọn của tên này làm gì trong lũ lụt sao? Trong nháy mắt lại một lần nữa trở lại kỵ sĩ từ trong lũ hoang tản ra. Ha 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 ha. Họ cố tình tỏa ra hơi thở, bởi vì chúng ta sẽ hoảng loạn để di thoát ra. Vâng. Đúng rồi, chuẩn đá và tiếp dẫn hai tên kia gần đây hình như biến mất rồi. Xem xét đức tính của anh chàng đó, trước đây dù có chuyện gì cũng muốn kiểm tra, mà bây giờ lâu như vậy mà vẫn không có động tính. Rất không hợp lý. Lần này lại là dò dỉ qua Thanh Vân đạo hữu. Nếu không rồi, phải đạo hữu đến ủng hộ, tôi em rằng tất cả chúng ta sẽ bị giết bởi những nghìn tỷ người đó. Đạo hữu nghiêm trọng rồi, hạ quan địa phủ trọng đại Thanh Vân sao có thể không phải đến kia khô cốt thánh nhân thi triển cái gì thủ đoạn che mắt thiên tôi cơ. Sợ sư phụ họ đã đến từ lâu rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là Thanh Vân đạo hữu phải không? Lần này người ngoại tình đến đe dọa, tất dày thì có. Ở địa ngục vẫn cần đề phòng nhiều hơn. Tôi còn có việc phải về trước. Hắn chỉ gầm lên. Cứ như vậy chuẩn để đem vất vả tìm được tiên thiên linh căn phủ tăng cây giao cho nhau. Thanh Vân đạo nhân gọi ta là cái gì? Thánh Guti, tôi cảm thấy cây dâu tăm này có duyên với tôi. Đây không phải là từ tôi cướp kho báu bị người ta dùng trên người tôi sao? Thanh Vân đạo nhân, ta là thánh nhân. Bạn chỉ là người chiến thắng. Điều này không tốt cho bạn. Bạn có thể làm gì nếu bạn là một vị thánh? Bắn tôi đi. Xin lỗi vì đã quên, lần trước kho báu của bạn bị tôi làm vỡ vẫn chưa chắc chắn. Vâng. À, thế là tốt rồi. Khi nào mới nói chuyện tốt như vậy? Chỉ là cấp trên tiên thiên linh bảo cho Lục Nhi hình như hơi quá tệ. Tổng hợp lại đi. Lục nghĩ xem đi, cây gậy này linh bảo có vừa không? Ha ha ha, nghe này, muốn chơi tự mình ra đảo đi. Đừng làm hại trên hòn đảo này. Ha ha. 36 viên thành hạt định hải duy nhất và cơ thể sẽ phản ứng như thế nào? Hãy thử một chút, sau khi thanh niên bắt đầu tổng hợp, một cơn đau dữ dội giáng quét qua toàn thân. Từ thân ảnh thanh niên biến trở lại thành hòn đá trong phạm 6 chữ thập bằng ngu.
Thành công chưa? Bây giờ đã hợp nhất với thế giới của Định Hải Châu rồi, hơn nữa còn luyện hóa thiên đạo. Với thực lực hiện tại của ta tuy là chuẩn thắng tu 6, nhưng cảm giác không cần linh bảo cũng có thể treo chính xác. Quang thần tử gặp phó giáo chủ. Sư đệ vội vàng cái gọi là chuyện gì? Nhân tộc cộng chủ thần long ăn quái dị cỏ nhỏ chúng độc, ngay cả tôi cũng không thể làm gì cho được, nên đến xin sư huynh giúp đỡ. Đi thôi, chúng ta đi xem tình hình. Hai người đến bộ lạc săn núi, tìm thấy một luồng không khí màu xám đen đang di chuyển trong cơ thể thần long, phá hủy chức năng cơ thể của anh ta. Trên mặt Thanh Vân dần hiện ra một chút tức giận. Săn núi là để gặp sư phụ, gặp thánh tổ đại nhân. Bạn có thể cho chúng tôi biết chi tiết về những gì đã xảy ra trước khi bạn bị đầu độc không? Sau đó hắn sẽ nói chi tiết một lần chuyện gặp phải cỏ kiến trúc trên một ngọn núi hoang không có sinh vật. Đại sư huynh, có phải anh tìm thấy gì không? Mê Mơn, chủ nhân của đám khí đen này hình như là tồn tại gì đó. Sư huynh, chúng ta thật sự không đi ngăn cản sao? Đây chính là nhiệm vụ quan trọng mà sư tôn giao xuống. Lấy mạng ngăn cản sao? Quái vật đều do sư tôn khống chế. Hai vị ngoại quốc thế giới ở đây lén lút làm gì? Chúng tôi không làm ác, xin hãy để chúng tôi đi. Hãy cho tôi biết thế giới của bạn ở đâu. Ta sẽ thả các người. Thế giới của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Thân thể hai người đột nhiên nổ tung. Sư huynh không sao chứ? Không sao đâu, nếu gần đây đi du lịch trong lũ tự chú ý một chút, tôi sẽ về trước. Lúc này dĩ nhiên bắt hết long tộc của Hồng Hoang Đông Hải cho 3.000 đệ đệ làm nhạc. Ta là sức mạnh của Đông Hải Long Vương, sau này ngươi sẽ theo ta làm nô lệ đi. Thả tôi ra. Tôi là con gái của công chúa Tê Dân. Nữ hoa kịch liệt phản kháng, Hắc Long ném nàng xuống nước. Không lâu sau đã bị chết đuối. Chẳng bao lâu sau, nữ hoa trở thành một hành động đầy oán giận, cố gắng lấp đầy sông. Quang Tranh Tử gặp đại sư huynh. Tôi đã gặp một người đàn ông, tìm kiếm sự giúp đỡ của đại sư huynh. Nói đi. Sau đó Quảng Can Tử nói lại chuyện của tinh vệ. Cái chết của cô bé có liên quan đến Hắc Long. Cần phải giết chết Hắc Long mới có thể làm cho oán khí của hắn tiêu tan. Hắc Long kia ta cũng hỏi qua rồi, là em trai của Đông Hải Long Vương. Em là không dễ bắt đầu. Mê Mơn, chỉ là một con rắn thôi. Ta dẫn các người giết hắn. Đông Hải Long Vương cút ra khỏi đây. Các người ai lại đi trêu chọc hắn? Tiểu Long đã gặp các vị tiên trưởng, không biết tương lai chúng ta Đông Hải chuyện gì. Sau đó, chuyện bên ngoài tướng quân Quảng Thành Tử nói lại một lần nữa. Đại ca, ngươi vì cái đó mà đi đi, tên như con kiền đánh ta. Đồ chuyện đến chết. Bây giờ vẫn không biết ăn năn làm sai, xin lỗi mấy vị đạo đại hữu. Ca, sao anh phải sợ mấy người ta bọn Long họ? Tộc lão tổ bọn họ đều còn đây. Những người này nếu là cảm thấy là dựa vào lão tổ chờ không thu thập bọn họ hai cái còn không phải là một Hắc Long tộc ở lại đại sai nhưng không biết hối cải. Hôm nay ta lấy thân phận Đông Hải Long Vương phạt hắn mặt bích suy chiến binh không được ra ngoài. Mong các bạn thử lỗi. Hai món cực phẩm tiên thiên linh bảo cộng với con rắn đen này, chuyện này cứ như vậy trôi qua. Đạo nhân Thanh Vân, không chỉ bạn là người chiến thắng, Long tộc ta cũng có sự tồn tại của lão tổ môn. Long tộc ta nguyện ý lấy ra một hàng trung phẩm tiên thiên linh bảo, hai cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo bồi thường tội cho các vị. Ai muốn rác rưởi trung phẩm tiên thiên linh bảo thì không có gì để nói. Vừa vặn ta cảm giác những sư đệ sư muội của ta còn thiếu một cái cưỡi ngựa, người Long tộc thì thích hợp. Lừa người quá. Ông già này sẽ giao cho bạn. Tinh vệ này Hắc Long ta giúp người phong ấn rồi, chờ lát nữa mới xử lý. Xem Hắc Long bị phong ấn, sự oán giận trên người tinh vệ tiêu tan rất nhiều. Sư huynh, không phải là ta ra tay quá nặng, đánh chết Đông Hải Long Vương này đi. Chỉ là Đông Hải Long Vương nếu thật sự đánh chết đấng cứu rỗi. Vâng. Lão tổ kia Thanh Vân đạo nhân lừa người quá nhiều. Hiện tại Đông Hải Long tộc đã toàn bộ bị hắn bắt đi. Nói là muốn cho đệ tử tan giáo làm thủ cưỡi. Ngay cả Long Vương cũng bị hắn bắt được. Tôi đã nói rồi, thật sự không được thì ra nộp một ít đồ bảo hộ của Long tộc. Sao lại đột nhiên động thủ? Lão tổ nhưng giọng điệu Hắc Long kiêu ngạo, tức giận Tần Doãn và những người khác.
Ngươi chờ mọi người canh gác quanh mộ rồng, không được có sai sót nửa phần. Đông Hải bên kia tôi tự đi. Chờ đã, không lâu đâu. Cho đại ca xảy ra chuyện, cho dù là dân tộc của thánh nhân cũng không lâu. Dưới một đòn của ta lại không phá vỡ cấm chế này. Lệnh cấm này được đặt ra khi tộc rồng ở đây. Cho dù là sai người cũng phải tốn chút công sức mới có thể mở được. Rất nhiều kho báu. Những thứ này chia làm 3 phần, tặng cho Thông Thiên Thi Thư và Nguyên Thủy Thi Thư, mỗi người tặng một phần. Thanh Vân Đạo Nhân động thái này có phải là hơi quá đáng không? Chu Long, ta còn tưởng ngươi không dám tới. Giao các báu vật, tha cho ngươi vốn không chết. Đùa đến đầu trong tay Thanh Vân của ta chưa bao giờ có thói quen nhổ ra, những thứ này coi như là bồi thường vì tộc rồng của ngươi xúc phạm chúng ta. Tổng giám đốc, ngoại trừ việc lục soát kho báu long tộc của chúng ta, còn đem ta Đông Hải Long Tử Long Tôn tiến thuật bắt đi, nói là muốn cho đệ tử Tam Giáo làm thú cưỡi. Giao người long tộc trả lại bảo vật, nếu không long tộc ta nhất định sẽ chờ ngươi không chết không thôi. Chỉ vì bạn không xứng đáng. Thanh Vân Đạo Nhân, hôm nay Long Tộc nhận mải ta đến nay đã đến bước này rồi. Bamboo đâu ra gần, bọn giả đều thông minh. Bốn biển đại trí. Mê mơn, còn có thủ đoạn như vậy thì coi thường bạn rồi. Hôm nay ta chúc lòng chết rồi, người Thanh Vân Đạo Nhân cũng không sống được bao lâu. Không tốt, hắn muốn tự nổ tung. Thanh Vân không sao chứ? Đa tạ sư tôn và sư thúc quan tâm ta không sao. Lần sau đừng liều lĩnh như vậy, có chuyện gì trực tiếp đến với chúng tôi. Mê mơn, nghĩ con rắn nhỏ đó thực sự muốn chết. Lát nữa sư thúc cùng người đi bắt hắn có thể toàn bộ đến đây, người xử lý tên trộm. Quên đi, sư thúc, những long tộc kia sau này còn có chút bác dùng. Ơi, ba chúng ta đã cướp kho báu của Đông Hải. Tôi cũng để lại cho bạn một bản sao. Và phần của tôi, quả nhiên sư thúc không có thường các người vô ích. Tất cả những thứ này cùng Quảng Thanh Tử theo cửa hàng làm nước tương nhưng là được bao nhiêu lợi ích. Tôi phải để Đâu Bâu đi theo. Tiểu Vân Tử kế tiếp ngươi có hành động gì, ta đen đa bảo bọn họ phái cho ngươi đến đây tùy ý sử dụng. Thiên Đình Tiên Quan Thái Bạch Kim Tinh đã gặp mấy vị thánh cấp qua Thanh Vân đạo hữu. Đạo hữu Huyền Đâu, thì dâu con trai cả đạo hữu. Hao Tiên, anh chàng đó bảo bạn đến đây làm gì? Bệ hạ nhà ta trăm năm sau khai trường lễ hội đào. Tôi đặc biệt mời các bạn đến đây. Được rồi, được rồi. Cái này Hạo Thiên giao chỉ hai người là chuẩn bị bắt đầu làm chuyện sao? Xem ra nhiều năm như vậy hai người vẫn ở trong thiên đình không có động tĩnh gì, là đang tích lũy sức mạnh. Hắn chỉ đuổi theo cô thần chú, dùng ma khí trong xương biển của thần hỗn độn để tổng hợp thành Giáng sinh. Tiểu Vân Tử cho bạn xem một thứ tốt. Sư thúc, 7 ngày này cánh buồm thật sự có thể lừa dối thiên đạo sao? Không biết, nhưng thánh nhân Kim Môn cũng đủ mịch thiên rồi. Này, đây là con rồng con tôi bắt được. Các sư thúc đem đi làm thú cưỡi cho đệ tử đi. Tinh Vân vào thế giới bên trong, xóa sạch ký ức của tộc rồng và ném vào, sau đó hiểu luật pháp ở thiên đạo. Trẻ em gặp các vị sư thúc. Đã trăm năm rồi, đại sư huynh có từng xuất quan không? Chúng tôi có chìa khóa. Không có, hơn nữa trong đại sảnh cũng không thấy dấu vết của sư tôn. Làm thế nào là tốt? Ân tộc bên kia chuyện đã không thể chậm trễ. Nhưng là sau đó đã bảo đen tuyên viễn sông chi sống gọi là lạc hạ phong tư thế cùng Thanh Lâm nói một lần. Vậy chỉ có coi như là không phàm, nhưng cũng không đến mức các ngươi đều đánh không được. Đi thôi, đi xem hắn có gì đặc biệt. Các ngươi cầm Càn Khôn Đỉnh đi học du lịch, để xem anh ta có gì. Thân thật của Yusiu. Cá này thật tàn nhẫn. Người của mình đều không bỏ qua. Toboggan. Là thanh kiếm.
mê mơ, xương khô. Không ngờ Đường Đường Thánh Nhân lại làm con rùa đầu nhỏ. Di nhìn thấy Thanh Vân toàn thân 3000 pháp tắc vây quanh, lập tức dịch kinh người người thường thắng rồi. Sợ không? Đi thôi, chúng ta đến chỗ hỗn độn. Tại sao tôi phải đi đến hỗn độn? Ở đây rất tốt. Đánh tan lũ lụt không liên quan gì đến tôi. Có vẻ ngày này rất tốt. Muốn về thì theo tôi đến hỗn độn đi. Giờ thì sao? Chờ đại sư huynh trở về sao? Tất nhiên là không. Vẫn còn rất nhiều người ở đây chưa giải quyết được. Giao nộp 7 ngày phiền phức khi bạn không chết. Hơi thở lớn như vậy, cẩn thận tự sát. Đây hẳn là lần thứ hai bạn bị anh ta làm tổn thương. Thanh Vân đạo nhân, hôm nay ta cùng người không chết không thôi, chỉ dựa vào bạn. Anh ấy không đủ, vậy còn chúng ta thì sao? Tốt. Hơn nữa là bản làm xương khô điều kiện của ngươi, chúng ta đã đồng ý tiểu tử này uy hiếp quá lớn. Hôm nay phải chết. Vậy thì làm đi. Các người muốn làm gì tôi? Thanh Vân gặp quá sư thúc, sư tôn ta không đến sao? Quá khứ tới nay có thể để 6 vị thánh nhân ra vây giết phòng trường cũng chỉ có ngươi. Sư phụ ngươi, họ đang chặn 2 vị thánh đánh nhau. Tôi đến để ủng hộ anh. 6 vị thánh nhân mắng nhiều rắc rối như vậy, chỉ để dây giết tôi. Sư thúc thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo bất tử bất diệt, vậy họ có chết ở đây không? Có thể nhưng giá cả rất lớn. Hơn nữa còn không biết bao nhiêu năm có thể thành công. Như vậy sao? Chú ơi, chú giúp con bắt được 3 tên đó. Ta theo xương khổ quyết chiến đến chết. Đây là hỗn độn ma thần hải cốt. Chị ơi, chị nói đúng, nhóc nói chết đi. Chị chỉ là một câu xương cốt thôi. Nói chết đi. Di ơi, đây có phải là cùng chết với Thanh Vân không? Ha 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 ha, thông thiên đạo hữu. Xem ra sự thất bại của bạn hẳn là mưa rơi rồi. Thật sự là đáng tiếc có thể thiên chi tiêu tử như vậy lại bị lão gia hỏa này của cô giết chết như vậy. Xuyệt, tôi biết bạn rất hứng thú với chế độ hỗn loạn này của tôi. Trả lại cho tôi, chỉ cần bạn giúp tôi ngăn chặn thứ này là của bạn. Hôm nay người nhất định phải ngã ở đây. Không ai ngăn được. Trời mưa máu, đây là do thánh nhân rơi xuống. Hỗn hợp. Tìm chết. Nếu lại dám ra tay, tôi không ngại để tất cả các bạn ở đây. Thanh Vân nói đúng, nếu như các ngươi những người ngoài ý muốn này dám ở hồng hoang phóng đãng, tôi không ngại chụp thêm cho bạn một vài cái nữa. Được rồi, Thanh Vân lần này đã giết thánh nhân của bọn họ, chắc là có thể để bọn họ yên ổn một thời gian rồi. Mê mơ, có chuyện gì vậy? Bộ mặt mướp đắng này, lần này mấy chúng ta thật là xấu hổ. Sư huynh đều đánh bạn cùng phòng, kết quả là anh ta bỏ chạy. Tôi đến địa phủ tín đất xây hỏi tình hình. Mấy người các người trực tiếp đi chiến trường trước tiên ổn định tình hình. Đồng đều đạo hữu vào đi. Cô biết tôi sẽ đến. Tôi biết anh đến đây để ăn dầu. Lúc trước hắn tới địa phủ tìm ta, muốn bắt đi phù thủy tộc. Tôi không đồng ý. Nhưng hắn lặng lẽ lấy đi một phần, con xin Thanh Vân đạo hữu thương xót, hãy để họ sống. Ăn dầu thông đồng với người ngoại tình, bạn sợ là không biết phải không? Mê mơn, vậy ăn dầu sao dám hợp tác với ngoại tình? Thật là vô ích. Nhưng những phù thủy khác thì vô tội, xin hãy để họ sống. Tôi sẽ cố hết sức, tôi còn có việc phải về trước. Cái này hỗn độn ma thần bên trong hải cốc ma khí tinh luyện dưới cộng thêm linh dược không biết có thể tổng hợp ra cái gì. Đây là Yun Sen Gian phải không? Sau này xem vị thánh nào không vừa mắt thì lừa hắn ăn. Hắn chỉ vẩy tay, liền đem vô số rồng sư tử trong mộ lầu cùng trở thành tiên thiên chi bảo. Thiên đình cửu thiên huyền nữ phụng thiên đế hạ phàm giúp đỡ hiên viên cộng chủ thống nhất thiên hạ. Người của hạ thiên, lúc này phải người đến đây là muốn cướp công đức giúp đỡ nhân tộc đi. Huyền nữ gặp qua nhân tộc cộng chủ gặp qua mấy vị đạo hữu.
Thằng khốn kiếp, khi Ngô tộc ta làm bá chủ Hồng Hoang, những người này còn không biết ở đâu, không ngờ bây giờ lại nhảy ra từng cái một. Mọi người đừng hoảng sợ, ta chờ Long tộc đến giúp các vị. Người rồng giúp ăn dầu. Ngươi chờ tộc rồng đã suy tàn rồi. Gia nhập bộ lạc ăn dầu có bao giờ nghĩ đến hậu của không? Long tộc ta vốn là bá chủ thời thượng cổ. Nhiều năm như vậy cũng bắt đầu khi Long tộc ta trỗi dậy trở lại. Long tộc, đây là có người muốn cường thịnh. Chẳng lẽ là Trúc Long không chết sao? Ha ha ha, tôi từ Trung ương trở về. Super Jim, lẽ này Vân Thị Tổ Long có phải là thánh chính đạo? Không phải hắn chết rồi sao? Nghe nói sau khi Tổ Long chết, rồng lại mang rồng, có lẽ hắn chưa chết. Đối với đám mây này, chắc là Tổ Long phải lập chính đạo thành thánh rồi. Sau khi lập chính đạo, sức chiến đấu là mạnh nhất. Tiểu Vân Tử, ngươi phải cẩn thận. Tiểu Vân Tử, ngươi là lo lắng mình đánh không được hắn sao? Yên tâm, còn có chú của bạn, tôi ở đây. Tuy rằng ba người chúng ta coi như là lấy một cái trường hợp. Lấy lợi ích công đức thành thắng nguyên thần ký thác thiên đạo. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta yếu. Bàn cổ tam thanh màu đỏ này là do bàn cổ mở ra. Quả nhiên mấy vị sư tôn sư thúc này của nhà mình đều không đơn giản. Nhưng tôi sẽ không sợ con rồng đó. Chỉ là một con rồng thôi, cũng chỉ là vừa mới trở thành thánh nhân. Ta Thanh Vân cũng không phải là chưa từng giết thánh nhân. Và anh ấy không nhất thiết phải thành công. Ha ha ha. Sấm sét cuối cùng của thành thánh chi kiệt hỏi thần lôi đang đến. Viên ngọc ngân rồng này pha trộn với khí hỗn loạn. Nếu nó thực sự liên quan đến không khí đó, cần phải lên kế hoạch. Sau khi Su Long đi, hình như là nhận được mệnh lệnh. Người Long tộc ở trên đây đều sai người rời đi. Nghĩa là không còn tham gia vào việc này nữa. Cuối cùng Thanh Vân ra tay sinh Long tộc cao cấp chiến lực xin lấy súng giao cho hậu chủ. Ta Long tộc chính là Hồng Hoang bá chủ. Phàm dân giác tổ thứ nhất tộc đều do Long tộc thống trị. Trăm năm sau Long tộc lại xuất hiện. Xin mời Vân Đạo Nhân quốc gia cho bổn thái tử. Đại ca hỏi hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp đánh vào là được rồi. Giết Long tộc ta nhiều người như vậy càng là sỉ nhục Long tộc. Hôm nay liền để cho hắn biết đắc tội với Long tộc chúng ta hậu quả. Đúng vậy, bây giờ cha tôi đã trở thành một vị thánh, hơn nữa còn là con đường chính trị của Long tộc ta không sợ ai. Trên lỗ hoang kiêu ngạo còn không ai dám mở mắt đánh vào đảo Bánh Lai Tiên của tôi. Mê mơ, làm sao con trai của Tổ Long trong truyền thuyết không phải chỉ biết bắt nạt mềm sợ cứng? Ngươi muốn chết thả chúng ta ra, nếu không Long tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôi muốn xem. Sao các người không thả tôi ra? Đạo nhân Thanh Vân, những người muốn chết bộ tộc xấu xí như tộc rồng tôi, tài khoản này vẫn chưa được thanh lý thêm. Lại còn muốn giết ta Long tộc thái tử. Khi ta Tổ Long không tồn tại sao? Thời đại Tổ Long thuộc về tộc rồng của ngươi đã qua rồi. Mặc dù không biết tại sao bạn không chết và trở thành thánh nhân, nhưng điều này vẫn không thể thay đổi sự thật Long tộc thất vọng. Thật sự cho rằng phía sau bạn có Tam Thanh và những người khác ủng hộ là có thể cổ pháp vô thiên sao? Cô không biết. Đột nhiên thể lực chính đạo giữa thánh nhân chênh lệch. Tôi không biết. Nếu không Su Lan, bạn để tôi nói rõ một chút. Nếu người lo chết, tôi sẽ giúp bạn. Nhưng mà... Con trai, mẹ phải nói con rất giỏi. Gia nhập tộc rồng của tôi thì sao? Chỉ cần ngươi vào Long tộc của ta. Bạn là dưới một người và trên 10.000 người. Nếu ngày kia có cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn trở thành thánh nhân. Nếu ngươi đưa cho ta Tổ Long Châu, ta sẽ tham gia. Tiểu Vân Tử thật là tuyệt vời. Con chưa trở thành thánh nhân lại có thể cùng Tổ Long đánh thành như vậy. Phải biết Tổ Long có thể so với xương khô kia mạnh hơn không ít. Khi hỗn độn hùng vĩ này, nhóm The Dragon Ball này chính là Kea Si Ball. Quả nhiên là bảo hành này sao? Đây là bảo hành Kea Si, con nó có thể giúp ta đột phá thánh nhân. Đại ca thật sự muốn làm như vậy sao? Khi Thanh Vân đạo nhân nhưng là lợi hại đơn giản nếu là hắn trở về hư. Thù này phải báo, ta chờ huynh đệ vừa mới sinh ra đã bị người này làm nhục. Nếu không lấy lại mặt mũi, công chúa, ai còn nghe lời anh em chúng ta nữa? Mặc dù dám đến tường thuật đập phá hoang dã, con khỉ này lại cầm một tập thể tiên thiên linh bảo.
Quan khí đó cũng ở trong sự thiếu hiểu biết của bạn. Bạn chỉ cần đưa cho chúng tôi cây gậy trong tay. Cứ để cậu sống. Su Long, anh thật là hèn hạ. Sau khi tôi rời đi và đến hiện trường, tôi đã gửi người đến tấn công. Nếu đệ tử ta xảy ra chuyện gì, ta làm cho tộc rồng của ngươi biến mất khỏi lũ lụt. Tổ Long ta còn khinh thường. Dùng thủ đoạn này, đệ tử kia của ngươi ai biết khiêu khích ai. Về phần ngươi muốn diệt Long tộc ta, ngươi còn chưa có bản lĩnh như vậy đâu. Chỉ nói là vô ích. Mấy khác. Vẫn chưa đánh xong. Su Long, anh thật sự muốn ngăn cản ngươi thì sao? Hừ, vậy ngươi liền dậy sớm tấn công ta, đến hiện trường không phải ta diệt được Long tộc ngươi. Tiểu Vân Tử, cậu thế nào? Không sao, chỉ là vừa rồi dùng sức quá mạnh mà thôi. Giao con khủng long này cho chúng tôi, bạn đi cứu Lục Nhi đi. Ông muốn chết như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết đường vào đảo Bánh Lai Tiên, nếu không để cho hai người đều không muốn sống sót. Sắp bước vào đạo tràng mất tích để mơ. Tử phụ, các người muốn chết như thế nào? Là cầu bò, đều là hắn bắt chúng ta làm như vậy, không phải việc của chúng ta. À, vâng, vâng, bán tôi đi. Mọi người là anh em mà. Xin bò, bạn còn không nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Chúng tôi sẽ chết cùng anh sao? Không cần sinh một gia đình thì phải gọn gàng. Tôi là người nói nguyên tắc nhất, nói giết sạch sẽ không bao giờ để lại một. Mê mơn, Su Long, xem ra cậu không được, con tưởng rằng cậu đã lập chính đạo chỉ giỏi thế thôi. Nào. Tử Thanh, ngươi trở thật là hèn hạ. Lại kéo ta để cho người đảo Kim Vân kia giết ta Long Trạch. Cậu làm trò nhỏ trước, không trách chúng tôi. Cho tôi biết mộ rồng ở đâu. Không bán được. Linh hồn. Trực tiếp tinh chế và tổng hợp những con rồng này. Sư huynh ta, người đây là luyện chế một kiện bảo hành bẩm sinh sao? Không phải chỉ có thể nói là bảo hành vạn cổ tiên thiên đi. Cũng tốt đấy. Ta còn chưa từng nghe qua ai có thể luyện chế ra loại linh bảo này đâu. Thật không? Tôi còn nghĩ là người chúng tôi bảo chỉ có bạn không có bảo hành, chuẩn bị tinh chế cho bạn một cái đây. Nếu bạn nghĩ cái này tốt thì đỡ rắc rối rồi. Tôi không cần phải làm nó thành bảo hành bẩm sinh nữa. Cứ cầm lấy đi. Tôi không ăn nhiều miệng. Được rồi. Bảo hành bẩm sinh không còn nữa. Ha ha sư huynh. Tôi nghĩ anh nói đúng. Ngươi và sư tôn đều mấy cái bảo hành rồi. Tôi sẽ lấy một linh bảo rác rời ra ngoài này mất mặt quá. Nếu không bạn vất vả thêm một chút. Món tay xương đĩa này lại muốn bốn long tộc chuẩn thắng cấp kéo xe ngựa cho hắn. Dễ nhớ. Bắt đầu từ hôm nay, các bạn sẽ kéo xe cho tôi. Là chủ nhân, toàn bộ hồng hoang chắc hẳn chỉ có người này mới có can đảm trực tiếp bắt được bốn tộc rồng chuẩn thắng bài kéo xe cho mình. Tiểu Vân Tử, ta thấy ngươi sắp thắng rồi. Với sức chiến đấu của ngươi, sau khi thắng, em rằng có thể vượt qua chúng có ta. Có nghĩa là con đường tôi đi không giống nhau. Ngày nay, quy luật giết chóc và quy luật thời gian đều được hiểu hơn 90%. Các quy luật khác cũng có hiểu biết, nhưng đều tiến bộ chậm. Chuyện này đối với anh cũng không biết là tốt hay xấu. Quy tắc giết chóc và quy tắc thời gian của bạn tiến độ chậm là do tu luyện quy tắc 3000 của bạn. Bạn cảm thấy còn bao lâu nữa mới có thể thắng? Tôi không biết, nhưng giờ tôi có cách để tiến xa hơn. Nói đi. Viên ngọc rồng của Su Lân hẳn là sư phụ và các sư thúc đều còn nhớ. Nếu bạn nhận được hạt đó, ta có thể nhanh chóng trở thành thánh nhân. Tam Kim nghe xong nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Chú ơi, chú đi đâu vậy? Tiểu Vân Tử, ngươi có ngốc không? Chuyện quan trọng như vậy nói sớm hơn. Trong hỗn độn, ba chúng tôi sẽ giúp anh đọc hạt đó. Chúng ta sẽ đi lấy bộ ngọc rồng đó ngay bây giờ. Cơ hội này chỉ thoáng qua. Sau đó sau khi thành vấn thuyết phục kẻ thù thương lượng xong, vậy lần sau khi ngăn rồng gây rắc rối, lấy cái cớ này để chặn viên ngọc rồng. Sư tôn, ta muốn luyện chế một kiếm hỗn độn linh bảo, nhưng ngọn lửa của tôi không đủ, muốn mượn lục binh thần hòa của sư tôn dùng xong. Chúng ta đi trong hỗn độn luyện chế. Thanh Vân lấy ra hỗn độn ma thần hải cốt và nửa bước núi ném vào đỉnh Càn Khôn. Trước đây chỉ hợp nhất thời điểm hỗn loạn với cả lớp. Một làn khói đen bốc ra, bắt đầu tổng hợp.
Ánh sáng vàng tổng hợp của người yêu được bao phủ, lập tức cảm thấy một luồng kháng cự mạnh mẽ đang chống lại hắn. Sau khi hai vật phẩm được kết hợp với nhau, một luồng sắc bén truyền ra hấp thụ hỗn độn chi khí. Sau đó, bầu trời đang tiết kiệm đồng bộ. Tiểu Vân Tử dùng nhiều tính huyết như vậy làm gì? Thứ này không dễ bổ sung. Linh bảo này muốn vượt qua sấm sét kinh khủng này. Trong hỗn độn không biết còn có cái gì nữa. Nếu bảo bối này bị đánh bay ra ngoài, còn không biết là rơi vào trong thủy thủ. Tự nhiên cần cẩn thận, tất cả các loại vào một ít tinh huyết. Nếu sức mạnh sấm sét này đi vào vì sự tồn tại của sự tức giận, cho dù có chí bảo phòng thân cũng sẽ bị trong nháy mắt chém thành cho bay. Cao cường cuối cùng cái này đạo lôi kiệt coi như là thánh nhân đối mặt cũng là bất tử cấp thương anh. Mặc dù là miễn cưỡng thăng cấp thành hỗn độn linh bảo, nhưng cũng không tệ. Trong lỗ hoang này chỉ sợ cũng là hồng quân cái kia hư hỏng tạo hóa ngự điệp viên là hỗn độn linh bảo đi. Tiểu Vân Tử nhanh lên cho tôi xem, tôi chưa bao giờ thấy kia si. Linh bảo này có tên. Sư thúc, linh bảo này vừa mới luyện ra. Ở đâu có tên gì không? Vậy vừa vặn ngươi cái này là bắt chu sơn luyện thành, cứ gọi là không chu ấn đi. Cái gì không in, thật kinh khủng. Cứ đồng ý như thể hỗn độn ma thần tái sinh. Cứ gọi là ma thần ấn đi. Vâng. Nó được gọi là ma thần ấn.